Chắc là do cái tài khoản của mình chia sẻ nhiều quá. Từ từ để không phát cái điện thoại hiền thôi. Chị dùng điện thoại chứ gì vậy? Ô bồ à? Điện thoại hiền, điện thoại gì? Xin xâm à? Rút cái này ra sao? Rút cái điện thoại này ra. Để con hiền thì tắt vô được không? Nó vô lại thôi. Cái gì mà trắng vậy? Mà đăng cái màn hình của Hiền mờ lắm. Ờ những thứ tôi ấy. Đăng buổi sáng đấy. Hết cỡ rồi. Hiền đi đau mắt lắm. Mà đăng. Bắt mà đăng Huyền, bên Huyền không có thông báo. Huyền được chưa mà không lên kìa, không có thông báo tắt cái. Từ ngọn đưa ra đây rồi. Của Huyền không thông báo bên đây nè Huyền ơi. Để dịp đó kìa, dịp vô trang của Huyền kìa. Ok, chị vô con. Rồi vô lại chị em mình nha. Có gì? Chia sẻ nè, chia sẻ mạnh tay lên nè. Chia sẻ nè. Cậu bấm hàng giá rẻ nè. Vô lại đi dẻ mình ơi. Ở bên này. Trên không có. Cậu chạy Đà Nẵng nè. Thì vô coi cậu không? Vô coi bên thầy á. Nhưng mà tát vô không được. Rồi lên thôi dễ mà nha. Không được. Bên Huyền không được. Không gắn thẻ nguyên được. Tại giờ bóng nó hậu thế nào là tao hậu nhiều lắm. Em xóa đây nè. Rồi thôi lên nhanh đi dễ mà nè. Lên bán tặng hàng xin. Hồi nãy chị em mình vô lại nha. Không trời ơi, hết từ cái đời nào rồi. Chưa có hàng Việt thêm. Rồi lên luôn vừa nguyên mã này. Ở chốt cái mã này còn xả trời. Chốt cái mã này còn xả bỏ xuống có gió có chị ơi. À có một cái mã gió nam hàng hai mặt đi. Treo lên bán tặng. Treo lên bán tặng đầu like đi. Cho nguyên vài cái mã áo gió. Cái like gió có. Cái gì vậy chị ơi? Xanh đây đó. Lên hết lại đi chị em mình ơi. Nhiều trắng quá. Tắt lại thử. Thử có ok hơn không? Đứng đơ luôn. Cái này nó giá dép này mà còn xả ra nữa thì thôi. Size 35 này. Size 35 lên tặng dép hái nhé. Size 35 tặng dép hái 35k luôn. Được chưa? Dép thái hàng này hàng 120, 130 này chị em mình này. Tặng 35k luôn size 35. Tặng 35k chị nghe. Size 35. Tặng 35 xe 35 và tặng 35 xe 37. Hai đôi xe 37 và một đôi xe 35 nhá. Giá này giá bán tặng chuẩn ghép thái luôn dù nguyên nhá. 235 và 137 nhá. Chị nào lấy mã 35 lên 35 và chị nào lấy 37 lên 37 luôn dù nguyên nhá. Chia sẻ mạnh tay lên luôn dù nguyên nha chị em mình ơi. Thấy sang 35 xe gì? 35k lên size chị em mình ơi. Cả 35 cả 37 lên cả dù nguyên cái size nhá. 37 cho chị Thùy Chi kìa. 37 Thùy Chi nè. Rồi lên tiếp luôn dùng cái này. Tặng chữ nổi cái này đang sale 63.000 đúng không? Lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 53.000. Size 57. Size 57 cho chị Nguyễn Đăng Khoa gì? Nguyễn Đăng Khoa lên thông tin nhé. Còn 35. Còn 35. Rồi lên tiếp luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 53.000. 53 và size này dành cho chị em mình 57 đổ về nhé. Hồi chữ nổi luôn dùng hàng này hàng cốt tông tàu. Nguyễn còn size 35.
nha. Bộ em mặc chờ em xíu chị ơi, chờ em xíu. Nguyên lên bán tặng luôn nha em, cái này luôn, 53 chị Như Sương, 53 chị Như Sương, bộ Nguyên đang mang còn không, chốt lên bán tặng vài bộ đi nhỉ, bán tặng vài bộ luôn đi nhỉ, lên tặng vài bộ đi. Những cái mã này còn xả thì không biết là mua cái hàng gì luôn ấy. Chốt cho chị nào có logo người chia sẻ nhá. Rồi tiếp luôn dùng cái này, size M, hàng này hàng 280.000 này, size 35 cho sang sang kìa chị, size 35 cho sang sang. Chị Na Na không chia sẻ. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, chốt lên luôn những mã này là mã tặng xịn luôn dùng nguyên, hàng hàng 280, hàng này là hàng nhung size M nha. Lên luôn chị em mình cái này luôn, 59.000, 59.000 nha. Bán tặng vậy mà 59.000. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 59 hôm qua ai bà nào hỏi cái này nè. 59.000. Cái này có từng này bộ thôi đúng không? 3 bộ. Size này chị em mình 52 kg quay đầu 4 bộ, 52 kg đổ về nha. 2 4, cái nó quần đó, đúng rồi. Quần quần đó là quần 59. Quần đó là quần 59. Hàng 280.000 chị em mình cứ để ý luôn dùng nguyên cái này hàng cao cấp ấy. Hàng cao cấp. Cái này nguyên còn lên bán tặng luôn chị em mình, bộ nguyên đang mang nha. Chốt cho chị nào có logo người chia sẻ. Size S toàn bộ là hàng theo hết, size 52 đổ về chị em mình mang đẹp. Chị em mình nhìn theo toàn bộ nhá. Lên luôn dưỡng mã này, chốt mã này mã tặng, cái này bán tặng nhá. Còn như cái điện thoại luôn thôi. Điện thoại kia, cái điện thoại không. Cái điện thoại mua cho Hiền làm mấy chữ. Lên luôn dưỡng mã này mà. Ô chứ cái điện thoại hồng sáng này chị cầm đó. Hồng quá. Cái còn 3 cái đúng không? 3 cái đúng không? À đây là lái của em này, chị đưa đi em mượn. 53 em hết rồi. Xịn cho chị Nguyễn Hằng. Cái nào quăng lên luôn cho dẻ mình luôn nè. Bán tặng luôn cho dẻ mình bao nhiêu tiền? 69.000. Chốt mã này là mã tặng 69 luôn cho Nguyên nhé. Bộ này bao đẹp luôn dẻ mình đó. 69.000 và size S, chốt mã 69 luôn cho Nguyên đi. 4 bộ chứ mấy. 4 bộ 69. Quần của nó là quần trên mắt cá chân một xíu. Trên mắt cá chân một xíu. Đây mã tặng 69k luôn dùng nguyên nha, bộ nặng nó 69k xịn luôn. Xịn đấy. Ừ. Tuyết mùa đông không chia sẻ. Tuyết mùa đông không chia sẻ. Lên mã này là mã 69 cho chị Nguyễn Đăng Khoa. Không có size M. Lê Nguyên Nguyên. Lê Nguyên Nguyên. Nguyễn Đăng Khoa, Lê Nguyên Nguyên, hai còn hai. Chốt cái chị nào có logo người chia sẻ thôi, chị nào không có logo người chia sẻ bỏ qua nhé. 69. 69 cho chị Thu Hiền đổ bài Trần Thị Thu Thanh. Trần Thị Thu Thanh. Trần Thị Thu Thanh Nguyên nói cái mã này chị em mình lên nhanh nè. Chị em mình lên nhanh cái mã này nè. Xịn xò lắm luôn. Và được cái nè, nam nữ gì cũng mang được hết. Hello chị Linh Diệp nhá. Dòng này thì là nam nữ gì mang cũng được hết. Đây mang thử cho chị em mình cầm cái xe M hả người. Cái xe nào nhỏ hơn không? Xịn xò lắm luôn. Và giá này bán tặng Nguyên không có nhiều, có số lượng cái mã này rất là ít. Để mang thử cho chị em mình cái. Nam nữ gì cũng mang được hết. 4 màu nhá. 4 màu. Chưa nhận được hàng hả chị? Chưa nhận được hàng à. Đây màu xanh than này, màu xanh rêu này, màu xám và màu đỏ nha. Lên luôn dưỡng mã này, mã tặng gió xịn luôn dùng nguyên. Tặng gió xịn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã gió xịn luôn dùng nguyên. Được cái này, mang được cả hai lớp. Mang được cả hai lớp. Đây quay thử cho chị em mình luôn. Nữ mang được, nam mang được nhá. Nam mang được, nữ mang được. Và cái này có size dưới 70kg. Dưới 70kg là có size nhá. Lên luôn dưỡng mã tặng gió. Nguyên mang thử cho chị em mình cả hai mặt. Khóa của nó toàn bộ là khóa chống trượt, chị xin luôn không. Khóa của nó toàn bộ là khóa chống trượt nhá. Xịn sò nha chị em mình ơi. Đây nè, đây là một mặt nhá. Cái nào mua một được hai. Mua một được hai. Khóa chống trượt Nguyên mang luôn cho chị em mình cả nè. Nói chung là mã này là mua một và được hai. Màu xanh than, màu xanh rêu, màu xám và màu đỏ. Bán tặng luôn cho chị em mình con này. Mã này là mã 115. Chị Nguyễn Tiết lấy sau 115. Chốt lên luôn những mã tặng gió 115 nhá. Đây này, toàn bộ là khóa của nó là khóa chống trượt, hàng xịn sò như vậy mà nó 115.000. Được chưa? 69 em hết rồi nhá chị Phao Lê Thị ơi. 69 em hết rồi. Chốt lên luôn những mã này là mã 115, kèm luôn dùng nguyên cái size. Mũ toàn bộ là mũ tháo rời ra được. Mũ tháo rời ra được nhá, 115.000. Ưng thích. Hôm nay mang màu đen, ngày mai lại đổi qua mang màu xanh đen. Quá xịn luôn cái này nha. Ba tông màu, màu xanh rêu nè, màu xám nè, màu đỏ nè, màu xanh than. Không, cái mã này không phải rồi. Mã này không phải. Mã này là mã xịn. Cái này sang được số lượng rất là ít. Sang được số lượng rất là ít. Nên là chị nào lên thông tin chốt ba ghi lại đi ba nha.
chị nào lên không lên cả luôn, dùng nguyên cảnh cái số ký luôn nhá, không có số ký là bó tay luôn, nam nữ gì mang cũng được hết. Có cái nào size nhỏ nhỏ hơn màu khác cho em mang được cái gì này, còn size L rồi, còn size L bóc cho em cái size M nữa chị, bóc cái nào cho em cái size M chị, cái này size L hết rồi nha, lên kèm luôn, dùng nguyên cả số ký luôn, dùng nguyên bộ 69 cao hết rồi, một mà 234 thôi. Chị ơi, xíu nữa chị nhắn tin hoặc là chị em kết thúc live xong chị gọi qua cho em đi, lên kèm số ký chị em mình ơi. Không có số ký Nguyên không chốt nha, những chị nào mà không có số ký là Nguyên không chốt đâu. Toàn bộ là hàng xịn, hàng hai mặt hết, 115.000. Cái này không phải là hàng chạy thường xuyên, hàng thường xuyên có hàng đâu. Cái này là săn theo đợt, lúc có lúc không, lúc có lúc không, và số lượng nó rất là ít chị em mình nhìn đi. Mai lớp trong lớp ngoài gì cũng xịn hết. Lớp trong cũng có, lên số ký nha. Lớp trong cũng có hai túi nè, lớp ngồi cũng có hai túi nè, chị em mình nhìn thấy chưa, đây là lớp ngồi nè, lớp trong cũng có hai túi, nói chung là mang màu nào cũng được hết, cho em cái xe màu nào xe mờ để em mang thử cho khách coi nữa chị nha. Quá rẻ cái này, 115.000, cái này chị em mình không săn được tiếc, em nói thật sự luôn, mã này không săn được tiếc. Nguyên mở ra cho chị em mình cái xanh rêu nhé, 115.000, kèm luôn dùng nguyên cái số ký nhé. À, thấy chị Nguyễn Thu Lan, chị ơi em có cái này rất là ít thôi, nên là chị ơi chị lên cho em cái số ký đi chị ạ. À, chị Phạm Thị Bích Phương xịn sò chưa, xịn sò chưa, từ đến cái túi luôn chị em mình ơi. Đây này, quay cặn luôn cho chị em mình xem, nó có ít quá, 115.000, có ít quá. Hàng này khóa của nó là khóa chống trượt nha chị em mình ơi, khóa chống trượt này. Đây mang thử cho chị em mình, cái này nam mang được, nữ mang được nhá, nữ mang được, chị em mình có thể mang cặp, có thể mang cặp được, những cái tông màu này dễ mang, nam mang được, nữ mang được hết. Thôi chị nhắn, chị gọi qua cho em thì chị gọi qua cho em nha, vì là đợt này em không không thiếu người ấy, là không có không có rep tin nhắn hết được ấy. Ví dụ như trường hợp chị em mình thấy nhắn tin mà không thấy trả lời, chị em có thể chấm chấm lên luôn dùng, hoặc là gọi qua lúc Nguyên không like nhá. Rồi ok, em sẽ mang lên cho em mình cái này. Cái này nó kẹp à. Đây. Chưa nhận được à? Lâu lắm chưa? Em nói đợt này đi đơn chậm lắm luôn. Đây, Nguyên sẽ mang thử cho chị em mình luôn. Đây, 115.000, đến size dưới 70 kg. Size dưới 70 kg nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Toàn bộ là mang được hai mặt hết. Cái này mua một được hai, 120. À quên lộn, 115.000 nhá. Chị em mình lên kèm số ký, cái chị em mình lên đơn mà không có số ký là Nguyên bỏ qua nhá. Không soạn hàng được. Mở trang cá nhân chắc là chiều nay về tới xe bị chậm. Xe bị chậm. Cái này xịn, em nói thật sự là xịn hơn cả hàng trên trang cá nhân luôn. Và săn được ít. Cái này săn được ít thôi, xịn hơn cả hàng trên trang cá nhân luôn. Cái trên trang cá nhân mang chỉ được một mặt thôi, cái này mang hẳn được hai mặt, và khóa kéo lật qua lật về được, và là khóa kéo chống trượt. Hai túi ngồi để hai mặt ngồi hai túi này, mặt trong cũng hai túi luôn này. Đấy, hàng này là xịn hơn nhiều luôn, nhưng mà giá ok hơn thì săn được hàng rẻ, săn được có chưa tới 100 con đâu, nên là chị em mình nhanh tay nhá. Nguyên nói thật sự luôn, không phải là giá rẻ là hàng không xịn đâu. Cái nào Nguyên săn được hàng giá sale ấy là Nguyên sẽ lên luôn cho em mình giá sale. Nên là chị em mình tranh thủ. Còn những cái mã kia là hàng mới sản xuất ra. Hàng mới sản xuất ra không đời nào nó sale được. Đấy, chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Đấy, 115.000. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký, không có số ký bỏ qua nhé. 115 kèm số ký nha. Chị nào không có số ký bỏ qua này. Rồi chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. 115k. Cái này đăng nhập Facebook, cái này chưa vô được này. Cái này qua bấm mật khẩu các bạn. 115.000, cái này sẽ bấm mật khẩu. Ngược lại phải không? Y nãy chứ mà chưa. À, cái Facebook mình hay cứ vô phát cái là nó khóa. Cứ vô phát là nó khóa. Bùng ý dễ sợ. Rồi nha, chị nào chưa có cái mã đó lên luôn dùng Nguyên. Ok. Nha, Nguyên nhắc lại nè. Chị nào mà ví dụ nhắn tin bên thấy nhà Nguyên không rep ấy, là chị em có thể chấm chấm lên lại dùng Nguyên. Hoặc là chị em mình gọi lúc Nguyên không like. Trời ơi, nam nữ đều mang được hết. Những cái tông màu đó có thể mang cặp được luôn. Cho xe máu trắng trên tay. Không, cái đó sót của em treo giờ em chưa ấy. Bao đẹp luôn với giá 115. Đẹp về cả chất, về cả về giá luôn. Về chất và về giá. Em săn chưa tới 100 con đâu, nên là chị em mình tranh thủ. Hàng này là mình đã được giá sale rồi. Còn những cái mẫu mới may ra, mẫu mới ra là không được giá sale. Đấy, ok chị Phương Nghi. Rồi ai chưa có thì lên luôn dùng Nguyên nhá. 115k.
kèm luôn dùng nguyên cái màu và kèm luôn dùng nguyên cái size, cái số ký ấy nhá. Qua mã nha chị em mình, qua nhá, chị nào chưa có thì lên, chưa có thì lên cho Ngân lên nick bộ, thì cái bộ cho Ngân lên nick bộ, bóc dùng nguyên nick bộ đi, bóc đại ra đi, có cái chi xem cái này, có cái chi ra xem cái này, à có cả khoác bé nè, cho ít khoác bé nè, ít khoác bé nè. Ok chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên cả thông tin đi. Khách mới thì lên cả thông tin cho em nha. Toàn bộ chị nào là khách mới thì lên cả thông tin trên like luôn dùm em. Cho nguyên cả, có cả khoác bé nữa Huyền. Ok chị Nguyễn Thu Lan. Nguyễn Thu Lan, cái này cũng có hai bộ size L và size XL. Size L và size XL. Trời ơi chắc đã luôn. À, siêu nhanh ấy. Cho nguyên bóc size sao cũng được. Coi ở size tới xe máy thì coi size to nhất, còn tới xe máy. Dồn đơn lúc tối cho chị rồi ok nhá. Trời ơi, quần này là dặn quần lỡ nha chị em mình ơi. Quần lỡ theo toàn bộ, cái này một cái size L cho chị em mình 57 và một cái size XL cho chị em 60-62. Được hai bộ thôi. Theo toàn bộ như thế này nè. Phao lên thì em không chở hết rồi. Lên luôn những mã tặng xanh được hai bộ thôi. Chốt mã xanh 79.000. Quần này là quần lỡ nhá, khoác nam không có 80kg đó chị Thu Huyền ơi, theo toàn bộ nè. Theo toàn bộ hết, theo áo, theo quần. Tặng 79k luôn dùng nguyên nhá, được 2. Tặng 79 cái này nguyên được 2 thôi nè. Đấy, chốt mã 79 size L hoặc là 79 size XL, đúng 2 thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên 79k. Kèm luôn dùng nguyên cái size. Xanh XL cho chị Hồng Văn. Xanh XL chị Hồng Văn. Xanh XL này, xanh size L này. Hồng Văn quen nè. Hồng Văn quen. Lê Cẩm Văn. Lê Cẩm Văn này. Họ Lê Cẩm Văn xanh size L nhé. 79k, size XL còn ai không này? XL cho chị Hà Thư nè. XL chị Hà Thư nè. XL chị Hà Thư nè. Mở ra nguyên coi gì. Rồi ok, cho lên cái mã này. Size này size mấy? 7. Cái sao cái này size nhí không à? Trong vài màu này. Cái này size nhí không à? Có chị ơi, chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên cả thông tin đi. Ui hoàng này hoàng tàu nhá. Cho lên. Còn size nhỏ thôi. Size này tầm 16kg đổ về. Đây là màu. Thôi không cần, không cần lên màu đâu. Bán còn size nhỏ luôn, sale nốt đi. Còn size nhỏ nguyên sale nốt đi. Size 16 đổ về. Lên luôn dưỡng mã tặng gió trai nhá. Size L em hết. Bóc cho nguyên thôi Hiền chốt đi. Hiền chốt đi cũng được để chị Duyên. Chị Duyên ơi, chị Duyên ra bóc dùm em x2 em lại đi. Để Hiền chốt đơn cho. Để Hiền chốt cho. Chị Tâm Đặng có rồi chị ơi. Cái này em có ít thôi nè. Mã này nguyên có rất là ít nè. Nha, bán tặng cho chị em mình luôn cái này. Size này dành cho bé 15-16 đổ về thôi. Nha, toàn bộ trong lớp nghỉ đẹp hết. Nguyên lên luôn cho chị em mình. Mã này là mã tặng 49k luôn vì hàng còn mỗi size nhỏ. Đó chị em mình nhìn. Đẹp chưa? Được rồi chị ơi. Được rồi chị em Lê Trần ơi. Nha, comment lên luôn những mã này. Mã tặng bé size 16 đổ về thôi. Bộ chị bóc cho em bộ ít bộ. Nha, tặng bé luôn dùng nguyên 16 đổ về. Bán tặng cho chị em mình 49k. Kèm size đi, kèm size nha. 16 đổ về chính xác là bao nhiêu ký? Vì có size to, có size nhỏ. Kèm số ký lên luôn những mã tặng bé, kèm luôn dùng nguyên số ký luôn dùng nguyên nhá. 49k, con này quá bèo luôn. Hàng rất là đẹp luôn, vải mềm nhá. Mít cái này theo siêu nhân. Theo siêu nhân nè, chị em mình nghĩ 49.000 nó đủ ra tiền công may đâu. Cái này toàn bộ là theo theo hình siêu nhân nè, 49.000. Nha, toàn bộ là size 16 đổ về. Hàng hai lớp nhá, ở trong của nó là lót nỉ dài. Tặng 49k nhá, tặng 49k chị em mình lấy mấy con thì là lấy số lượng luôn dùng nguyên. Cái này lên mã tặng bé 49k, tặng bé 49k dùng nguyên nhá. Trời ơi, tranh thủ mà lên chị em mình ơi, 49k kèm size luôn dùng nguyên. Kèm số ký luôn dùng nguyên nhá. Chị nào chưa có cái mã này lên mã 49k cho bà xã luôn cái ghế cả. Cho cái ghế luôn cả. Ở đó kìa. Lên cái ghế luôn đi. Này ghi rồi. Cái gì còn ít 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 chị bảo em lên em bắt luôn, em sao em like luôn. Cái này còn sót lại nè, hồi tối chị nào chưa có lên nè. Chị nào chưa có lên nè. Một cái size M. Size trẻ mình 55-57. 55-57 đổ về. Size M nhá. Lên luôn những mã tặng caro 80. Caro 85k. Chị nào lấy caro lên caro nhé. Khoác bé là em lên trẻ mình 49.000. Nguyên nói là bao rẻ luôn. Caro này size M này. 85k dùng nguyên nhé. Caro size M.
toàn bộ hàng này là hàng xịn hết. Có chị ơi, em nói 15, 16 ký quay đầu thì là tất nhiên sẽ có size nhỏ. Chị em mình cứ lên trong nguyên số ký đi nha, lên luôn dùng mã 85K1S1M. M chị em có thể lên tới 55 ký nè. À quên, size S có thể tới 55 ký nè. Size M cho chị Thùy Chi nè. Size M Thùy Chi nè. Còn cái size S nè, 85 nè. Còn cái size S 85 nè. Còn cái size S 85 nhé, 85.000. Cái này còn cái size S, size M hết nhé. 25 không có gì xương thua. Cho chị Nguyễn Thị Bích Kiệt 2 cái nè. Cái này size S. Cái này size S, size cho chị em mình tầm 52 đổ về. 52 và cao 55 vẫn mau ok. Tại vì hàng này nó giảm nhiều chị em mình. Con này là theo toàn bộ Nguyễn Thị Bích Kiệt mà áo mà. Gió rồi. Caro CS cho chị Như Sương. Caro S cho chị Như Sương. Caro S cho chị Như Sương. Ok chị Như Sương. 85k chị Như Sương. Rồi nè, cái này M có một, L có một này. L này chị em mình Vivo đến 60 nha. Vivo đến 60, con này đẹp quá này, đúng một bộ thôi. Nha, chị nào lấy L lên L. Comment mã L lên L dùng nguyên nhá. L theo hết. Chốt mã L, chị nào lấy L lên L dùng nguyên nhá, 85L. 85L, Caro M em hết. Caro L, size này 60 Vivo chị em mình. Nhìn hàng luôn dùng nguyên. Con bộ hàng xịn đẹp hết. Nha, bé trai cho chị Khang Trang rồi. Chị nào lấy L lên L hết M nhá. L chị Hồng Vân. Hồng Vân này, Hồng Vân quen. Hồng Vân này. Hồng Vân chị cái mã bộ in 3D đó chị kìa đó. Đó cho em lên luôn. Có hình như có cặp ấy. L cho chị Hồng Vân này. L cho chị Hồng Vân này. 85 à. 85. 85. Đẹp lắm những cái con này chị em mình ơi. Hồng M. Theo hết chữ nè. Hồng M này, chị nào lấy hồng M đây chị em mình thấy không? Dòng chữ này toàn bộ là dòng chữ theo. Hồng M và trắng M được hai. Hồng M và trắng M. Chị nào lấy hồng M lên hồng M và chị nào lấy trắng M luôn dùng nguyên 85 nhá. Hồng L em hết rồi lên hồng M. Caro CL em hết rồi chị Phước Đông ơi. Hồng M cho chị Phao Thị Lê. Lên trắng M luôn dùng nguyên nhá. Trắng M, hồng M Phao Thị Lê rồi hết nhá, tiếp mùa đông ơi. Nha, M cho chị Phao Thị Lê lên trắng M luôn dùng nguyên 85. Trắng M 85 nhá. Ai lấy mã trắng M 85 lên trắng M 85 y như thế luôn. Còn bộ chữ này chữ theo nhá, nó hàng nào 85.000 thì nó quá là rẻ, nhận hàng con này về dùng nguyên nhá. Trắng M. Trắng hết hồng nhá, hết hồng. Hết hồng nha chị em mình ơi, thứ còn bộ bộ thôi không có gì. Chị nào lấy trắng M, hồng M hết rồi, trắng M đi chị em mình ơi. Comment mã trắng M. Trắng M nhá, bà ra nó bỏ riêng cho em đi cả. Trắng chứ hết hồng rồi nhá. Cái quần của nó là quần màu đen. Nha, riêng màu trắng thì quần của nó màu đen, nó là dòng này 85.000 thì chị em mình không mua phí lắm luôn. Nha, hết hồng rồi, trắng thôi. Trắng trắng cái này trắng CS. Cái này theo chữ NY, chị em mình lên mã NY và size 52 chị nào cao 5 cao 55 cho Nguyễn Thị Duyên. Cái này 52 và cao 55, đây chị em mình nhìn nè. Nhìn nè, và toàn bộ cái này là quần dài nha chị em mình nhé. À, cái này quần đùi rồi. 79.000. Quần đùi 79. Quần đùi nặng lên chị em mình 79 được 2. S nha, size này 55 đổ về. 55 đổ về vô tư luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã đùi 79. Đùi 79 được 2. Comment lên mã đùi 79 nhá, được 2 con. Hồi sáng còn mấy con zoom con đồ đẹp đẹp mới cho lên. Không biết ai đâu. Được 2 con zoom. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã đùi. Đùi 79 cho chị Nguyễn Hạnh Hoàng được 2. Dáng dài còn nhá. Được 2, chị nào lấy đùi lên dùng nguyên nhá. Đùi nè. Đùi rồi ok nè. Cái này cũng đùi nè, đùi size 57 nè. Đùi hồng nè, đùi trắng size 57. Size M và 57 vô tư luôn. Nha, size M size 57 vô tư luôn. Chị nào lấy đùi lên đùi luôn dùng nguyên. Chị nào lấy đùi lên đùi nhá. Chị nào lấy đùi trắng hoặc là đùi hồng size M. Trắng hoặc hồng size M. Trời ơi xinh chưa? Size M là 57 vô tư nhá, theo toàn bộ này chị em mình. Xịn lắm luôn, 79. Còn chiếc với áo ngực à, còn ấy Duyên ơi. Chị nào lấy cái này lên mã đùi M hoặc là đùi trắng luôn dùng nguyên nhá. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Không lẽ mua miết chứ, bộ mua cũng đẹp hết à. Đùi hồng cho Nana, rồi đùi trắng. Nguyên nói là những cái bộ này bỏ qua phí lắm cho chị Nguyễn Minh Vy. Cái này cho chị Nana, cái này cho chị Nguyễn Minh Vy dùm em. Nguyễn Minh Vy nha. Những cái này chị em mình không nên bỏ qua, cái này được 2 set. Ôi trời ơi. Trời ơi, set lên luôn dưỡng mã set 95 nha. 79k, set 95. Xinh không? Cái này theo toàn bộ nè. Set 95, size này 55 đổ về thôi. Phía sau của nó là lưng thun. Phía sau của nó là lưng thun, toàn bộ hàng xịn đẹp hết. Chị nào lấy cái này lên mã set luôn dưỡng nguyên nhá, 95k, cái này được một set thôi. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã set 95. Đùi hồng trắng em hết rồi trời ơi. Lên set này luôn dưỡng nguyên 95 nghìn. Chứ hẳn chị em mình mua được con quần hoặc là con áo kiểu đẹp như thế này đâu. Nha, cho bọc xà phòng.
Set 95 cho bọc xà phòng. Bọc xà phòng một set này. Ok cho bọc xà phòng. Đây còn một set nữa không chị? Cái này áo trắng quần nu không? Áo trắng quần nu. Trời ơi xịn sò lắm chị em mà thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã set, set 95k luôn dùng nguyên. Size 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Set màu trắng. Chốt mã trắng 95. Chị em mình thậm chí bụng chị em mình trẻ mình 57 vẫn mang được con này luôn. Vì dòng phía sau của nó là bo thun như thế này nè. Chị nào lấy cái mã này lên trắng 95 luôn dùng nguyên nhá. Trắng 95 đúng rồi đấy. Ôi trời ơi, hàng toàn bộ là hàng xịn hết. Trắng 95 cho Bình Minh. Hết set. Cho Bình Minh này, cái này được 2M. Như dòng này nó giảm nhiều. Lâu lâu 57 rẻ mình mang ok. Ui dạ. 55, 57 mang ok nhá. Lên luôn những mã này, mã rút 79. Bình Minh lên thông tin cho Nguyên đi chị ơi. Lên thông tin giúp Nguyên đi. Comment mã rút 79. Chị nào lấy rút 79 lên rút 79k luôn dùng Nguyên nhá. Rút, hồng rút ấy. Xây 55, 57, 79k. Trời ơi, chị em mình nhìn nè. Như thế này chị em mình biết hàng đẹp hay là không. Toàn bộ là hàng xịn hết. 79k nhá. 55 hết rồi chị đoạn lẻ. Lên luôn những mã đùi 79 2 rút nhá, mã này mã hồng rút đi cho nó dễ. Cho Nguyễn Đăng Khoa một set 79. Còn một set chị nào lấy rút 79 đây nhanh tay luôn dùng Nguyên. Trắng ấy Thảo ơi, chậm thế. Nguyễn Đăng Khoa một set rồi còn một set. Chị nào lấy rút lên rút luôn dùng Nguyên nhá. Ok chị Nguyễn Đăng Khoa rồi hai cái này size S. Cái này S này ai size S nhỏ thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên cái này. Rút cho Bích Hoa. Quần của nó là dạng quần sung, quần sung dập ly như thế này nè. Hai set size S thôi, đẹp chưa? Chị em mình để ý nè. Quần dạng dập ly nhưng mà ở trong có một thêm ở thêm một cái quần đùi nữa nên là chị em mình không sợ bị mỏng nha chị em mình ơi. Nha cái này có ở trong có lót hết dạng quần dập ly này chị em mình thấy không? Đẹp không? Đẹp không? Nhưng mà xẻ thôi. Này hai cái thôi. Lên luôn những mã xanh tha theo toàn bộ nhá. Quần là có quần đùi ở trong. Nha, riêng có quần đùi ở trong, lên luôn những mã này là mã 85. Dập ly đi xẻ. Quần dập ly nhá. Áo theo toàn bộ 85 được 2. 85 được 2, chị nào lấy cái này lên. Rút hết rồi chị ơi, cái nó không được, cái nó tắt rồi. Cái nó không được tắt luôn rồi. Lên luôn những mã dập ly được hai cái size S. 85k dập ly nhá. Chị nào lấy dập ly lên dập ly. Cái đơn nào ok bỏ ra trước cho nó gọn thì khỏi bị ấy. Rồi lên mã dập ly nhá. Chị nào lấy dập ly lên mã dập ly luôn dùng nguyên. Comment mã dập ly. 85k dập ly. Trời ơi, bi hàng xịn nè. Bi lama hàng xịn nè. Cái này là lụa xịn luôn. Hả? Trời ơi, lụa xịn luôn, quần dài. Quần dài nha, lên luôn những mã bi lama nè. Quần dài nhá, xinh không? Lụa xịn luôn. Size này chị em mình đến 57kg đổ về là chốt đẹp. 57kg đổ về là chốt đẹp dùng Nguyên nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này 85k nốt luôn. À, set S cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Set dập ly ấy, Nguyễn Thị Bích Thiệp. Dập ly ấy, lên luôn những này 85 cho chị Trinh Trần. 85 nãy Trinh Trần. Rồi lên luôn những mã này. Dập ly hết rồi nhá, bị chậm mấy, mạng bị chậm mấy. Bộ bi này có 2, size 55, 57 đổ về. Dilama, trời ơi. Hàng này sang chưa, hàng này người ta bán 140. Hàng này hàng 140 nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này 85. Lên mã LV đi cho nó dễ chị em mình thôi. Comment mã LV cho khỏi bị nhầm nhá. LV 85k. Đấy, xem giá cho tính cho nó dễ. 85k bộ lụa mà. Tính nổi không? Bộ lụa dài tay. Quần dài luôn. Và size này size 55, 57 đổ về được 2 set. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã LV. 2 bộ cho chị Thu Hiền. 2 bộ cho chị Thu Hiền. Thu Hiền này, Thu Hiền nào ta? Thu Hiền đó. Không phải. Trời ơi, hồng M 79. Size 55, 57. Hồng M 79, size 55, 57. Xinh không? Hồng M79 và size này 55, 57 theo toàn bộ này. Comment mã hồng M nhé. 79k hồng M đang được 1. Chị nào lấy hồng M lên hồng M79k luôn dùng Nguyên nhé. Hay là V rồi nhé, hồng M cho chị Nana. Hồng M Nana. Rồi lên luôn những mã xanh. Xanh M. Xanh M nhưng mà chốt cái này tới 52kg thôi. Cái này 52kg thôi chị em mà nói. Nguyên nói là riêng những cái dòng này không nên bỏ qua bộ nào hết. Cái này 52 đổ về thôi. Theo này B đi, chị nào lấy cái này lên chung mã B luôn dùng Nguyên 85. Con này size 52 đổ về thôi. Nè, xinh không? Xinh không? Từ hàng này rồi, mai rất là kỹ nha. Luôn. Xanh mờ cho Cẩm Văn Trương. Xanh mờ cho Cẩm Văn Trương. Ok, Cẩm Văn Trương. Trời nè, Cẩm Văn Trương nè. Trời ơi, bộ dài. Bộ này chắc da cá tàu. Da cá tàu là toàn hàng 145.000 vân lên cho em mình hết đúng không?
Tay chị em mình 55 đổ về. Bộ này là bộ da cá tàu, nhớ luôn dùng nguyên là da cá tàu, size 55 đổ về chị em mình. Phía sau là mai ăn dạ, mai dặn năng mông mà chiếc rất là tỷ luôn. 55 đổ về da cá tàu nhé. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã 119 nó. 119 da cá tàu nhá, da cá chéo á, thường là nguyên bán chị em mình 145k ấy. Nha. Mở hết rồi. Hàng này hàng nguyên chạy 145 chị em mình hay mua đây đúng không? Bán tặng luôn chị em mình, mã này là mã 119. Da cá tàu, da cá chéo nha chị em mình ơi. 119 da cá tàu, da cá chéo. Con này nãy bán tặng bao nhiêu tiền ta? 39.000. Thằng 39.000 và size này dành cho chị em mình 52 đổ về. 52 hồng mở hết rồi nhá. 52 đổ về lên luôn dùng mã đùi 39. 19 cho Hương Nguyễn Thị Lan lên tin luôn nha. Lên không? Hình như là khách cũ Hương Nguyễn Thị Lan như khách cũ đúng không? Chốt lên luôn dùng mã tặng 39k luôn dùng nguyên. Comment mã tặng 39 cái này như mình còn. Bộ này mình còn. Còn bộ bộ già hết rồi chị Mỹ Lê ơi. Tay này chị em mình đi 60 vô tư, 60 62 vô tư. Lên luôn dùng nguyên mã Chanel luôn dùng nguyên nhá, 75k nó. Bộ 3D này nè. Lên mã 75 luôn dùng nguyên size L. 79 cho Út Mai. Bộ nam toàn bộ dài. 79 cho cảm ơn cho con đâu từ từ. Bộ dài toàn bộ nam toàn bộ dài thôi. Lên mã 3D nhé. Toàn bộ hàng này là hàng mai, hàng xịn sò hết. Nha, lên luôn dùng mã này là mã 75. Đây trẻ mình nè. Trẻ mình nhìn nè. Chứ không phải hàng xưởng, hàng gia công mai ảo ảo đâu. Nha cho chị Thảo Trần này. Cho chị Thảo Trần. Hồi nãy chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng mã xanh mờ dùng nguyên. Xanh mờ 85. Xanh à quên lộn, xanh S. Xanh S size 50 đổ về. Theo chút mã BS đi cho nó dễ. Comment mã BS 85. BS 85 dùng nguyên nhá. BS Trang Nguyễn cho chị đi đơn lương rồi ok. Cái này chị em mình mà nhận hàng về thôi chắc thôi rồi, rẻ thôi rồi luôn. 85.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã BS. BS nhá. BS 85 BS. Bộ Puma này. Puma theo này. Puma theo này. Puma này, Puma dài 85.000 nha. Chị nào lấy Puma size 55 đổ về theo toàn bộ này. BS cho chị Lê Thị Phương Thanh. Đây chị em mình nhìn nè. Theo Lê toàn bộ nhá. Chốt mã Puma luôn dùng nguyên đi. Puma cho dễ nhá. Size 55 đổ về là chốt đẹp quần dài nhá. Quần dài 85k Puma có cái. Khoác nắng nam cái loại kia size về chỉ chắc là chiều tới. Tí lên ngực à. Ngực mình lấy về thêm rồi phải không nhỉ? Rồi ok chào nguyên xíu Puma cho chị Minh Trương Trần. Minh Trương Trần. Ok chị Minh Trương Trần. Ok chị Minh Trương Trần. Rồi size M. Size M này. Size M 79k quần lỡ. Quần lỡ nhá. Lên mã 79k quần lỡ. 79k quần lỡ size trẻ mình 57 đổ về. 79k quần lỡ nhá. Size này 57 đổ về là trẻ mình chứ ok. Ui trời ơi. 79k nhá. 75 hồi nãy mình còn không ta? Cái mã 3D ấy chị, hình như bên tay trái chị kìa, bên 79 mờ à, Cẩm Vân Trương. Lên nè. Mờ 79 nha Cẩm Vân Trương. Đây. Đó, ngay chân chị luôn. Đó, bộ 3D đây kìa. Rồi lên luôn dùng mã tím mờ. Quần lỡ bên kia còn bộ nữa chị kìa. Quần lỡ vàng rồi nè, cái màu vàng nó đi. Ui à. Rồi lên luôn dùng mã tím mờ. Chốt tím mờ luôn dùng nguyên nhá. Ui trời ơi, quần dài 85. Dòng clip như vậy mình kéo vậy mình xem nè. M 5557. Chị nào lấy tím M 5557 chốt đẹp theo hết nha. Chữ này là chữ theo hết nha. Comment mã bộ tím size 5557, bộ này đẹp quá nè. Chị nào lấy mã tím M, lên tím M. Giảm nhiều là chốt đến 5557 nha. Boris giảm chắc giảm rất là nhiều. Chị nào lấy tím M comment mã tím M. Nên còn được hai áo lên luôn dùng mã 49k. Tím M Nana rồi. Lên luôn dùng mã dài tay cam và dài tay xám 49. Dài tay 49 được 2. 85. Dài tay lên mã dài tay luôn dùng nguyên nè, 49k một nâu và một cam, size 57 đổ về, chị nào cao lên được đến 60 dòng rip nhá. 49k dài tay. Áo thun dài tay rip mà bán tặng cho chị em mình là dòng tiền này. Nha, lên mã 49 nâu hoặc là 49 màu cam. Nha, 57. 57. 57 đổ về lên mã 49 cái nào nãy chị nào chưa có nè. Dài tay nâu cho Phúc Minh. Cái quần lỡ nào nãy ai chưa có lên lại mã lỡ dùng nguyên. Lên lại mã lỡ luôn dùng nguyên còn lại cho chị Thu Huyền. Thu
Thì nào lúc nãy cái mã lỡ 79k chưa có, lên lại dùng nguyên này. Lên lại lỡ dùng nguyên nhá. Comment mã lỡ dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. S size 5 dưới 55 thôi. Con này size dưới 55, chốt mã caro S hoặc là hồng S đi cho nó dễ. Size dưới 55. Comment mã hồng S. Lỡ chị Bình Minh chốt mã hồng S. Comment hồng S lên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy hồng S lên mã hồng S luôn dùng nguyên. Áo ngực về thêm rồi để xíu lên lên nhá. Áo ngực là cháy hàng luôn ý. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mà S. S cho chị Lê Hải. Lê Hải, ok chị Lê Hải. Rồi lên luôn những mã gấu gấu S. Gấu S. Gấu S dùng nguyên nhá. Đẹp lắm chị em mình. Ôi trời ơi. Nguyên mấy bộ rồi đấy chị em mình nhá. Từ đường kim mũi chỉ luôn. Giá nhiều nhá. Chị nào lấy gấu đen S. Lên gấu đen S. Để mang đẹp là tầm 52 độ về làm ăn đẹp. Chị nào cao lên được đến 55 nhá. Gấu này toàn bộ là gấu theo nhá. 85k. Chị nào lấy cái này lên luôn cho mã gấu đen 85. Chốt mã gấu đen 85 nhá, được một. Chị nào lấy gấu đen lên gấu đen luôn dùng 85. Gấu đen 85. Chốt lên luôn những mã này là mã set size 52 đổ về. Gấu đen cái gì phục hình. Gấu đen phục hình. Size S. Ui ui ui, size 50 đổ về. Xinh chưa? Quần dài ống bo quần lụa này. Cái này có hai hai, cả quần dài cả quần đùi đó. Cái này có cả quần dài có cả quần đùi. Cái này quần dài rồi nha. Quần dài nha, lên luôn những mã 85k luôn dùng mũ S. Mũ S, mũ S, mã gấu nó coi còn chị này. Có theo bên nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên size S nha chị em mình ơi. Size S nha, chị nào lấy mã này lên luôn chung mã này là mã dài size S. Bộ trong người hình như là hết rồi thì. Bộ trong người như hết rồi này. Hết rồi. Bộ trong người có màu khác. Mũ nè. Mũ đấy. Mũ ấy chân con miệng quý. Bộ trong người có màu gì? Cái này còn không mà lên có bộ đây đó hả? Trong góc rồi còn không? 79 xanh. 79 xanh size M, size 55 đổ về. Cái này đang được một bộ. 79 đây chị em mình nhìn nè. Đẹp không? Theo toàn bộ hết. Theo toàn bộ hết. 79. Chị nào lấy 79 xanh lên 79 xanh luôn dùng nguyên nhá. 55, 79 xanh size M. 79 xanh size M, chị nào lấy 79 quần lỡ, quần dài lên chị em mình 85, quần lỡ quần đùi lên chị em mình sẽ nói lên chị em mình 79 cắt. Đi cho nó gọn nhá. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã xanh. Còn hai này sẽ hai này size S. Size S nguyên 50 kg nguyên mang rộng rãi thoải mái này chị em mình nè. Chị em mình nhìn nè, đang mang là mang size S nguyên 50 kg đây. Đấy, vô tư luôn chị em mình 52 vô tư. Hồng S. Hồng S. Thấy xanh rồi nha. Chị nào lấy hồng S lên hồng S luôn dùng nguyên. Hồng S 79. Trời nào mang những con này thôi luôn ý. Quần dặn quần lỡ như thế này nè chị em mình nè. Cùng tới đây nha. Tới bắp chân ý, tới bắp chân ý. Rồi lên luôn những mã hồng S và chữ này được các toàn bộ là theo ý. Bao luôn cho chị em mình giặt máy vô tư luôn. Hồng S được 2. Chị nào lấy hồng S được 2 lên hồng S luôn dùng nguyên nhá. Hồng S được 2. Đấy, ai lấy hồng S lên hồng S. Hồng CS ý. Hồng CS ý, được 2. Chị nào lấy hồng CS lên hồng CS. Cho Nana. Cho Nana hồng rút nè, size 55 đổ về 79k. Hồng rút cho Bình Minh. Hồng rút rất rồi, nãy nhiều chị đặt hồng rút này không có nè. Hồng rút còn 1. Nana Bình Minh. Chị nào lấy hồng rút lên hồng rút luôn dùng nguyên 1. Rút nhá. Hồng rút luôn dùng nguyên cho dễ, size M 55 đổ về. Chị em mình thậm chí dễ mình cao lên 57 cái vẫn mang ok. Đấy con trắng này chị kìa, con xanh kìa. Xanh hồi nãy chị nào chưa có nè. Xanh S. Xanh S lúc nãy chị nào chưa có nè. Chị nào lấy xanh S lên xanh S luôn dùng nguyên nhá. Xanh S lúc nãy chị nào chưa có lên xanh S luôn dùng nguyên. Hồng rút. Hồng rút 79. Cái dòng này nó quá là rẻ. Hồng rút với chị em mình ơi. Hồng xe S hết rồi nhá. Xanh cho chị Nana. Rồi xe L nè. Xe L chị em mình đến cái này giảm nhiều chị em mình đến 60 vô tư. 60 62 vô tư. Nha, lên luôn những mã đen L. Đen L 60 62 vô tư theo. À không, cái nào không phải theo, cái này là in nhá. Nhưng mà toàn bộ cái này là quần rip. Quần dài đó chị ơi. Quần dài nè, con này quần dài size L. Đen size L, cái này quần dài nhá. Dòng rip luôn. Nha, chữ nó giống nhưng mà chắc nó khác. Đen L cho Linh Diệp. Đen L cho Linh Diệp nè. Ok cho Linh Diệp đen L nè. Linh Diệp đen L nè. Rồi trắng S nè. Ố lộn lộn, theo S nè. Theo S size 52, chị nào cao lên 55 bạn mau ok. Tại vì hàng này quần nó giãn nhiều. Giãn nhiều nè chị em mình nhìn nè. Chị nào lấy cái này lên luôn những mã này là mã theo S đi cho nó dễ. Theo S 85.
theo S85 nhá, theo S85. Muốn nó bỏ qua bộ nào chị em mình tiếc nó thật sự luôn vì nó quá là rẻ đi. Theo S đang 1, chị nào lấy theo S lên theo S đen M. Đen M, chị nào lấy đen M lên đen M luôn dùng nguyên. Đen M này quần lỡ 79. Quần lỡ 79 size 55. Đen M nhá, 79 cao luôn dùng nguyên quần lỡ nha chị em mình ơi. Quần tới bắp chân. Tới bắp chân ấy. Rồi lấy mã đen M đi, đen M nhé. Chị nào lấy đen M 79 lên đen M 79 quần lỡ. Size 55 đổ về. Đen M chị ơi, từ từ bộ caro không có size M hay. Đen M cho Hồng Nhung. Ok nè chị Hồng Nhung nè. Chiều chị Hề, chậm là mai nhé. Nhanh thì chiều mà chậm thì mai nha. Tùy mã giờ, ví dụ như những con mà tùy theo chất nữa. Ví dụ như những con quần cốt tông co giãn nhiều thì quần chốt trẻ mình tới 50 CM đến 57kg. Nhưng mà ví dụ những con không co giãn nhiều chút đến 52 tùy mã nhá. Quần trẻ mình cứ nghe số ký mình đọc ấy. Theo nè, hai chữ khác nhau nhá. Nike Adidas 1S 1M. Quần dài nhưng mà S nè, S52 vẫn mang ok, cao 55 vẫn mang được. Vì hàng này giả. Nha trẻ mình để ý tùy mã. Tùy mã mà Nguyên đọc cái số ký khác nhau như vậy, mình cũng size S nhưng mà số ký khác nhau. Đấy, rồi lên luôn những mã theo M và theo S. Theo M này 57 đổ về này. Theo S 55 cao thì đến 55, còn không chút đến 52 như vậy mà nó. Như vậy mình nhìn cái quần đây, chị em mình biết cái độ giãn của con quần. Đấy, chị nào lấy mã theo S hoặc là theo M luôn dùng Nguyên nhé. Nguyên 50kg và đang mang size S. Đấy, chị nào lấy mã theo lên mã theo. Chắc những con quần này sướng lắm luôn. M cho Nana, còn theo S nhé. Còn theo S thì nào lấy theo S này. S theo Dash này. Đẹp không? Theo S nha. Chị nào lấy theo S lên theo S luôn dùng Nguyên. 85 theo S. Chị nào lấy 85 theo Nana S lên 85 nha. Theo S luôn dùng Nguyên nhé. Còn S, còn một con S, chị nào lấy S lên S luôn dùng Nguyên. Còn theo S. Theo S cho chị Hồng Nhung. Cho chị Hồng Nhung. Rồi lên luôn dùng mã set. Set này 79k nhé. 79k và size 52. 79k và size 52, chốt mã này là mã set 79. Set 79 và size 52. Nha, chị nào lấy set size 52 kg quay đầu. Có một xanh một đỏ, chốt lên set luôn dùng Nguyên. Comment set nha, chị nào lấy set lên set. Set nha. 79k. 79k một trắng và quên một đỏ và một xanh, khác nhau ở cái quần nhá. Chị nào lấy mã đó lên luôn dùng Nguyên. Cái này xinh nè. Cái này xinh nè. Nhưng mà lại là size S. Size 50, cái này nhất định là 50 chứ không nhích lên được. Tại vì không giảm nhiều. Size nâu. Màu nu này chị em mình nhìn cái quần này. Những con quần dùng nguyên dạng quần lụa ấy. Nha chị nào ấy nu size S lên nu size S. Size này là 50kg đổ về thôi. Để ý luôn dùng nguyên cái size nhá. Để mang cho nó thoải mái vì quần này nó không giảm nhiều. Quần ống bo ở dưới. Lên nu S đẹp chứ. Cái size này đẹp này chị em mình. Được một set thôi. Nu S một set. Chị nào lấy nu S lên nu S luôn dùng nguyên nhá. 85k nu S. Comment mã nu S luôn dùng nguyên 85 nhá. Cho Nana. Nana này khách cũ hả ta? Nana khách cũ không? Trời ơi. Trời ơi, lên luôn dùng mã này là mã 95. Comment mã 95. Chốt mã 95 luôn dùng nguyên, cái này khách không phát nguyên phát luôn ấy. Size 55 đổ về. Chị nào không phát nguyên phát luôn cái phát này chị em mình ơi. Ok. Rồi lên luôn những mã này là mã 95 luôn dùng nguyên này. Tại vì chị em mình tự thất đai vô hề. 55 đổ về. 95 cho Ngô Mỹ Quý. Cái này đẹp quá. Không tìm ra mấy con dâm hả chị? Chín lăm cho Ngô Mỹ Quý rồi nha. Còn một cái này size S, size 52 đổ về. S ba cái lên mã này mã 75. Lên mã 75. Mang con này thôi luôn. 75 nhá, chị em mình nhìn nè. Đừng có so sánh với hàng xưởng nhiều nguyên nhá. Từ đường kim mũi chỉ và người ta may trần đè rất là kỹ luôn. Đừng so sánh với hàng xưởng nha. Cái này 52 đổ về. 52 đổ về lên luôn dùng mã bộ Bikini. 75k. 75k và size S nè, size 52 đổ về nhá, bộ Bikini. Cái này mang lên xinh nè chị em mình nè. Nha, chị nào lấy mã 75 lên 75S luôn dùng nguyên. Hàng may rất là kỹ. 75S. Chị nào lấy 75S lên 75S luôn dùng nguyên theo Mickey nhá. Những cái bộ này lên sáng da. Đấy. Trong hàng thiết kế S.
chốt lên luôn dùng mã này là mã 75 luôn dùng nguyên nhá, 75S. 75S có 75S và 75M. 75 thấy rồi Thí Nguyễn nha. 75S nè. 75M là màu này. M là 55. Cho phục hình nè. 75S cho phục hình nè. M là 55 đổ về. M 55 đổ về. S thì dễ mình tầm 52. M 55. Trời ơi. Đẹp lắm những cái bộ này. Từ chắc đến đường kim mũi chỉ luôn. À không, Mickey 55 54 cái không về không vừa đâu, 52 cái chị lấy cái mã này. Mấy cho nha. Chị lấy cái mã này nè chị ơi. Nếu như mà size 54 lấy cái màu này. Nha, lấy cái màu này luôn dùng nguyên. Size M thì lấy những cái tông màu này. Đây 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 thì lấy cái màu này, Mickey này nhá. Mickey này nhá. Mời cái này. Mời cho Xuân Thu lấy cái cổ V này nè. Rồi nè, M nè. M nhá. Cho Nhân Phạm à. Cái trước là cho Nhân Phạm. Nhân Phạm cái sau. S và M, M là 55 đổ về. Nhá. Ok em bỏ qua chị mã kia rồi. Cái này 75k, cái này quá rẻ luôn. Nhá, chị nào chưa có thì lên. Chị nào chưa có thì lên. Lên luôn những mã NI 85.000, size S, size này chị em mình cao thì đến 55 vẫn mau ok. Lên mã NI theo. NI theo nè. Ôi bộ đùi à. 79k. NI theo. NI theo size 55 đổ về. 79S cho chị Thảo vỏ. 79S là gì? Cho chị Thảo vỏ. À 75, 75. Thì đó, hồi tối chị kêu là do con chỉ cầm điện thoại. S bên NI cho chị Cẩm Văn Trương. NI cho Cẩm Văn Trương, ok nè. NI đây, NI đây. Cẩm Văn Trương. Cái này 79k. 79k. Ôi bà gấu nào nãy nhiều chị không được nè. Size 57 gấu hồng. Size 57 gấu hồng 85. Size 57 gấu hồng 85 nhá, chị nào lấy 57. Gấu hồng size 10 này. L có ít thôi. L có ít thôi, chị nào lấy mã này lấy mã gấu hồng 85k luôn dùng nguyên nhá. 85 nè, gấu hồng size 10 này. Chị nào lấy gấu hồng M lên gấu hồng M luôn dùng 85 nhá. Gấu hồng M 85. Tình yêu nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Minh Chương Trần. Gấu đen nè. Gấu đen nè, chị nào lấy gấu đen hồi nãy. Ok em gom vô gom chung lại chốt nha chị ơi. Rồi size 52 đổ về gấu đen hồi nãy chị nào chưa có nè. Gấu đen nào nãy chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Chị nào lấy đen S size 52 đổ về quần dài như vậy mà nói. Đen S nhá. Quần dài. Bộ mì bỏ riêng cho em. Bỏ riêng cho em. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã này là mã đen S size 52 đổ về nhá. Theo hết như vậy mà nói. Hồi nãy nhiều chị không được cái mã đen S nè. Đen S 85k luôn dùng nguyên nhá. Vô mùa ấy thì chị xe xe chị em mình mang những con quần dài là ok. Nên trời nắng cái này trời nắng, trời này, trời lạnh chị em mình mang cũng được hết. Đấy, và theo toàn bộ chị nào lấy cái này lên chung mã theo. Gấu gấu đen đi. Gấu S thôi, không phải gấu M nhá. Mã này là gấu S thôi. Chị nào lấy gấu S lên gấu S luôn dùng nguyên. Gấu S. 85k gấu S nhá, được 3. Chị nào lấy gấu S lên gấu S luôn dùng nguyên. Cái này xinh, cái này được co cái à. Mã này còn có cá hả chị? Còn mấy bộ siêu nhẹ say ấy cho em lên bán. Gấu đen cho Nana. Chưa nên lên bộ nhiều nhé cho Nana. Cái này có một size 10, size 57 đổ về. 55. 55 chị nào cao 57 tại vì cái dòng này là dòng rít co giãn nhé. Cái này còn một cái này up lên trang cá nhân khách đặt nhiều quá. Mã này khách đặt nhiều quá, để cái hai bộ cho Nguyễn Ái Ly. Nguyễn Ái Ly hai bộ. Nguyễn Ái Ly hai bộ. Thu Viên hay Lan Viên nữa. Trời lên luôn dưỡng mã này. Nu nhá, nu này có một thôi. Nu này có một, chị nào lấy nu lên nu luôn dùng nguyên nhá. Nè, tên ông nè, chị Minh Trương Trần. Ok, chị Minh Trương Trần 85, 85 cho chị Minh Trương Trần. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã V. V79. V79, size này dành cho chị em mình 50-52 đổ về. Cái này form giống như đang mang được cái này của V này. Ok. Rồi lên luôn những mã này là mã theo đen đi cho nó dễ nhá. Theo đen. Size này 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Quần theo, áo theo. Nhá, chị nào lấy theo đen SC52. Theo đen SC52 nhá, chị nào lấy theo đen. Hồi sáng em nhớ còn cái màu gì đây nè. Cái màu xanh hay cái màu gì theo cái này màu đỏ là có size XL là. Cái bộ nè, bên cặp chỗ trước mặt Huyền nữa coi. 79k, 79k đen đen nhá, chị nào lấy 79 đen lên 79 đen. Nha, 79 đen, rồi size 55, size 10. 55, 57 nha. Chốt mã gu xì đen luôn dùng cho nó dễ. Gu xì đen, gu xì đen, gu xì đen. Chị nào lấy gu xì lên gu xì.
Đây này, cọc trên nữa Huyền. Huyền nhớ có size XL. Không phải cái cọc đó, không phải. Lên lưu giữ mã gu xì đen size M, size 55, 57 đổ về cho em chứ ok. 85k cho em mà thôi. Tranh thủ cái mã này đi. Nó quá là rẻ luôn ý. Em nói thật sự là về cho em mình về cái sờ chắc những con này. Đen M. Đen M cho chị Minh Trương Trần. Đen M Minh Trương Trần. Minh Trương Trần. Rồi lên lưu giữ mã nu 1S 1M. S 52 cao 55. M 55 cao 57. Cái này còn được 2. Bộ nguyên mang à. Bộ nguyên mang còn chữ này. Còn màu hồng hoặc là chữ này cũng được nè. Gucci đen. Ừ, màu hồng để bỏ qua đi cho em đi. Cái này có 2 thôi nè. Gucci đen hết rồi. Cái này có 2 bộ thôi chị em mình nhanh tay. Đúng tên không? 1S nha. Nu M hồi nãy chị Minh Trương Trần cái mã đó rồi đúng không? Đây nè, Minh Trương Trần, Minh Trương Trần khách cũ không? Không lần rồi. Thấy Huyền. Minh Trương Trần khách cũ đúng không? Còn hàng này là size 55 57 thôi trời ơi, XS to lắm luôn ấy. Trời ơi đẹp chưa? Size S. Mà chị em mình nhìn cái S này 55 cái chị em vẫn mang được. Bây giờ em mình nhìn này. Ở kia size M nãy Duyên Duyên size 62 cái Duyên Duyên mang mang ok luôn. Ờ. Nu cho Nana. Nana này. Nu cho Nana này. Hai bộ còn một bộ à. Được một bộ. Size M này. Size M này. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mặt. Đây nè, Y Nguyên đang mang này, màu hồng nhá. Size dễ mà 55. Có gì chàng trang. Size M hết. Rồi, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Ok, chị Minh Trương Trần. Hả? Cái này hồng nè. Hồng đây, hồng đang mang, hồng đang cầm. Hồng đang cầm. Lên luôn dùng mã này là mã hồng. Nu hết rồi nhá. Chốt lên luôn dùng mã này là mã hồng. Comment lên hồng luôn dùng nguyên nhá. Hồng, hồng, Y Nguyên đang mang đây nè. Chị Trần Trang cái gì ta? Nu S hết rồi chị Lê Thị Phương Nguyên ơi. Rồi chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên. Cái mã này nu quá. Comment lên hồng luôn dùng nguyên toàn bộ là theo Y Nguyên đang mang 79k nó. Nha, quần lỡ hồng mờ ơi, Trần Thị Thu Hiền. Hồng mờ Trần Thị Thu Hiền nè. Hồng mờ nhá, chị nào lấy hồng mờ, hồng này toàn bộ size mờ nhá. Hồng mờ nhá. Cho chị Thanh Trung, cho chị Biển Ngọc. Á à, Hiền Ngọc. Thanh Trung rep tin nhắn giùm em nha chị ơi, cho chị Hiền Ngọc. Điện thoại điện đang ngắt, điện đang ngắt á. Điện ngắt à? Ừ. Messenger cũng nhắn tin vào bên mô cũng nhắn tin vào đó. Chứ qua chị điện máy thằng hơn. Chị Thanh Trung ơi, 79k. Chị Thanh Trung ơi, rep tin đi chị ơi, đã chốt nha. Rep tin rồi đã chốt nha chị ơi. Chứ còn chốt đơn mà gọi không được mà nhắn tin cũng không trả lời thì không biết lấy sao cho chị Nguyễn Hiền. Trời ơi, chắc đã luôn. Chắc đã, rồi vững đẹp. Hàng này toàn hàng 165 cũng đây nè. Em bán bình thường cái hàng này là em bán 165. Còn rớt rớt lại bộ thôi. Nha, lên luôn những mã này, mã 125 nó. Size 57 kg. Sờ chắc đã thì. Lên mã bộ mũ. Comment mã bộ mũ luôn dùng nguyên nhá. Đây là hàng rớt lại còn nguyên ri là không bao giờ có được giá này em nói thật sự luôn, hàng 165 đấy. Ngọt hả ba? Size này là size 55, 57. Bộ này quá đẹp luôn. Nhá, chị nào lấy mã bộ mũ lên bộ mũ. Ok, chị Nguyên Nguyên cà rốt. Trời ơi. Cái nào mà Nguyên vừa cũng còn phát Nguyên phát luôn ý. Nguyên Nguyên cà rốt cái gì? Chị bảo đọc tin nhắn, đưa rét sau chị. Nha, chị em mình tranh thủ cái bộ này luôn. Cái chị Nguyễn Lý. Ê, chị Nguyễn Lý đã nhận đợt này. Chị ơi chị kiểm tra đi, chị Nguyễn Lý đợt này như thế nào chứ còn như đợt trước em xả hết đơn rồi. Chị Nguyễn Lý như đợt trước là em xả hết đơn rồi đó chị. Nguyễn Lý à? Nguyễn Lý sao? Thích dài, đợt trước mua đồ bán nhiều mà xong cuối cùng mới xả ra hết. Thấy chồng Nguyễn Ngô ơi. Chị chắc chắn hàng ấy hàng nhận hàng kia em mới chốt chứ không nên chốt. Đợt trước em xả ra hai bao to. Máy máy Nguyễn. Đây máy. Bộ 125. 125. Ồ cái này em sẽ cái này 125 chứ cái này giá này em 1, bán tiếp lắm. 125. Hàng này nhập 1, giá 2, cao 1, lắm. 125. Chị Nguyễn Lý ơi, đợt này đã chắc chắn nhận được hàng chưa hay là chốt đơn gọi ok thì em mới chốt tiếp nha. Chứ còn không như những cái đợt hàng trước nha. Bộ này em hố. Mai là tối lên luôn giá là chứ.
đời luôn. Lên mã xét vest luôn, dùng nguyên nhát quần dài. Trời ơi, chắc này. Cái nào mà chị em biết đôi gút hoặc đôi dài cao gót này thôi rồi luôn. TS nhưng mà 52kg đổ về là chị em mình ok nhá. Lên lưu giữ mã vest okay, 125. Hàng này hàng đi mua mấy trăm thôi. Nha, lên lưu giữ mã vàng, set vàng. Vàng nhá 125, đúng được 2 set CS. Nha, 125.000 hàng xịn chắc đẹp lắm chị em mình ơi. Chị nào lấy mã 125 lên mã 125 dùng nguyên nhá. 125 nha. Trời ơi đẹp lắm luôn ấy. Chắc đã lắm sang sang ơi. 125, hàng này mà hết gơ nó bán chị em mình tiền 200 ấy. Hàng này bèo 200, còn một cái nữa size S luôn. Còn một set nữa size S luôn 125.000. 125.000 nhá. Chị nào lấy cái nào lên. Có lên quần tay không à chị ơi? Em không lên quần tay. S thôi. 52 kg đổ về, cái nào nguyên mang rộng. Cái nào mà nguyên mang còn rộng, 52 kg đổ về. Trời ơi, không lẽ em nhiều màu đen quá rồi chứ không lẽ em bị bất là sớm chạy nhiều rồi. Sớm. Không chị ơi, trời ơi. Size 55 đổ về. Trời ơi, đẹp chưa? Cái này rồi của nó 100 phát chắc đẹp lắm, phải hàng so thôi Mai đó chị ơi. Lan, bữa IP không trả lời vậy. Mai Thị Lan à. Em nói rồi đi, nhà em thiếu người nên là ví dụ như vậy mình không thấy trả lời, chị em mình chấm chấm lại dùng nguyên hoặc đánh vài dấu chấm hỏi. Không biết. Đánh vài dấu chấm hỏi hoặc lúc em không like chị gọi là dùm em nhá. Thế. Trời ơi xây mờ 125 cái nàng ai không mua phí tâm. Này chị em mình nhìn nè, riêng con áo vest chị em mình đi mua tiền trăm chưa xây mờ nhá. Nè xinh chưa? Xây mờ nhá, cái này được một set thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã set 125M. 125M luôn dùng nguyên nhá. Bán tiếp đó chị em mình ơi. 125M. 125M. Cái này cũng chân váy à? Đầm lỗ đầm. 125M. Đầm váy. Cái này cũng 52 đổ về. Cái này dạng chân váy. M Thu Hiền 125M Thu Hiền. Cái này em nhớ còn cả size ấy mà chị. Không, cái này còn hot. 125M. Ê màu vàng này. Màu vàng này cho em cái màu vàng nữa. Toàn hoàng cao cấp ấy đó chị em mình ơi. Bây giờ em đi thay cái này đi. 125 mời cho Thu Hiền rồi nha. Ôi trời nó đẹp. Có 3 cái thâu đừng thay mất công. Em lại tưởng còn vét. Trời ơi CM. CM CM. À quên rồi là CS CS bộ, CS bộ đen vừa đầu nha. Cầu ta nha. Người cầu thấy nữa nè. Cái gì? Cái đang bán vậy? CM hay CS? Lại đi em. Trời cái này. Lên mã váy đi. Xinh chưa? Chắc đã lắm luôn với chị em mình ơi. CS vàng S thôi. Vàng này S thôi. Vàng S thôi Thảo ơi. Đẹp lắm luôn. Trừ cho em cái đi chị. Cái màu sáng cho em màu đen không ấy. Trừ cho em cái màu vàng. Hà Nguyên, với Hà Nguyên chặt đến đơn Hà Nguyên. Có 2 cái, có 3 cái. Em nó không xịn không đẹp quay đầu. Riêng cái dòng này không xịn không đẹp quay đầu. Kèm đai nè. Có 2 thôi. Còn lại 2 nha, Hà Nguyên một cái rồi. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên dùng Nguyên nhá. Cứ không xịn không đẹp quay đầu. Hàng này chị em mình hấp gơ nó mang lên. Chị em mình bèo nó đi chạy hàng 2. Nó chạy hàng 2. Em nói thật sự luôn, cứ nhận hàng con này về đi. 125 đúng rồi. 125 nốt luôn. Đây còn một cái nè. Xịn sò nha chị em mình ơi. Hàng này xịn sò nha. 125. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng Nguyên. Chiều đấy. Màu sáng giờ không thấy xe điện này. Gửi 2 ngày rồi đấy. Gửi 2 ngày rồi đấy. Không thấy xe điện. Đen S nè. Chị nào lấy đen S lên đen S luôn dùng Nguyên này. Cái này chân váy nha chị em mình ơi. Đen S chân váy nha chị em mình ơi. Xin không. Trời ơi, chăn váy toàn bộ ở trong là có cả quần nữa. Chị nào lấy đen ép lên đen ép. Không để em phát luôn rồi đấy. Trời ơi, xinh nè. Chị nào lấy mã set đen xây ép lên luôn dùng Nguyên nhá. Riêng cái con áo này chị em mình mua không có 125 rồi. Chị nào lấy đen ép, chút đen ép được một thôi. Thôi, đúng rồi đấy. Nhiều quá. Thích váy kiểu khác. Cái bộ ít đi đã. Bộ ít đi đã. Lên cho em ít bộ đi đã. Đen CS, chị nào lấy đen CS lên đi. Có bộ nào to to chứ. Cháu có nghe. Thiệt ba ơi. Thiệt đó ba ơi, để lại đi ba ơi. Rồi lên mã kim tuyến S luôn vừa nguyên.
Có quần dài thu đông, có quần u mì hề. Cho em lấy quần u mì hề. Quần u mì. Rồi kim tuyến nè. Cái này toàn bộ theo CS 85.000. Chị em mình dòng này dòng bo rip nha chị em mình nhá. Bo rip bo rip bo rip. Nên lưu giữ mã này là mã kim tuyến S 85. Kim tuyến S 85. Ai lấy kim tuyến S lên kim tuyến S luôn dùng nguyên nhá. Trời những cái con này chị em mình không mua. Bỏ qua những con này phí lắm luôn. Kim tuyến S. Kim tuyến S, chị nào lấy kim tuyến lên kim tuyến luôn dùng nguyên nhá. Kim tuyến S cu xì mờ nè, cu xì mờ nè. Cu xì mờ nhá, size này dành cho chị em mình 55-57. 55-57. Cu xì mờ nè, chị nào lấy cu xì mờ lên cu xì mờ. Áo trắng hình như là hết rồi. Hết tối rồi. Gu xì mờ nè. Chị nào lấy gu xì mờ được 2. Kim tuyến cho Hồng Nhung. Kim tuyến cho Hồng Nhung. Bộ này xì mờ á. Bộ này em đang qua CS rồi. Này làm gì còn. Em nói chị còn màu hồng thôi. Con màu hồng với chị. Con màu hồng nhá. Hồng Nhung kìa. Rồi lên luôn dùng mã gu xì mờ. Gu xì mờ cho Nguyễn Lý. Gu xì mờ Nguyễn Lý. Gu xì mờ cho chị Nguyễn Lý. 85 nhá. Hàng này không phải là hàng có thường xuyên nên là chị em mình tranh thủ. Và cái giá này nữa, cái này có một cô chị mời cho Thu Thủy. Thu Thủy này đây khách xe lớn rồi chợ xe 52 đổ về, 52 đổ về lên cái này có một thôi. 52 đổ về cái này có một thôi chị em mà nói. Này lên lưu giữ mã set 95. 52 đổ về lên mã set 95 dùng nguyên nhá, có một thôi. Không có size bự nha, chị nào lấy cái này lên mã set vàng 95. Size 52 đổ về, xin không? Xin không? Set vàng 95 size 52 nhá, size S ấy. Size S size 52 đổ về, chị nào lấy set vàng. Lên set vàng luôn dùng nguyên nhá. 95k. Cô xì đen size M. Cô xì đen size M. Nào lại lại cái khác cho em lên xếp hết luôn cho nó gọn luôn. Chưa mở ra xem luôn à. Gucci đen size M size 55 57. Vàng 95 cho chị Thu Hiền. Thu Hiền. Rồi lên luôn những mã này là mã Gucci đen, Gucci đen, Gucci đen. Gucci đen 85k và size 55 57 đổ về là chị em chút đẹp. Gucci đen cho chị Minh Trương Trần. Minh Trương Trần. Ok chị Minh Trương Trần Gucci đen. Gucci đen hết chị Nguyễn Lý ơi. Rồi Gucci trắng size S. Theo hết nè. Theo hai bên tay nè, theo đằng trước nè. Size 52 và chị nào cao 55. Chú mã trắng S luôn dùng cho nó dễ. Trắng S nhá, comment mã trắng S. Lên trắng S luôn dùng nguyên. Trắng S nhá. Cho em mấy cái bộ hàng lụa siêu nhẹ chị. Mấy bộ mấy màu cho em lên sale nốt luôn. 50k luôn đi cho nó gọn. Bộ lụa siêu nhẹ còn còn size 55 đổ về. Gucci size L không có, Gucci đen hết rồi Dương ơi. Chị nào lấy cái này lên xuống mã Gucci trắng size S. Tay của nó toàn bộ hai bên là theo hết nhá. Gucci đen size S. À Gucci trắng size S. Trắng size S, trắng size S lộn. Lẹo, lẹo miệng ấy. Gucci trắng size S. Rồi cái này nó có kèm mà. Đen 55kg không vừa nhá. Cái này cũng size S luôn. Đen rồi. Xe 52 đổ về. Xe 52 đổ về. Trắng S cho hàng phạm. Rồi chắc này. Chắc này chị em mình. Cái này dòng bo rip nhá. Kéo chị em mình nhìn nè. Size S. Chốt mã S đen đi. Toàn bộ là bo rip. S đen nhá. Một con thôi. S đen 85. Chị nào lấy S đen 85 lên S đen 85 luôn dùng nguyên nhá. S đen 85. Màu gấu nó còn hai bộ. S đen 85k. Chị nào lấy S đen lên S đen luôn dùng nguyên nhá. 85k S đen. Rồi lên xe chị em mình mã này. Cái này còn đúng hai bộ. Bộ này vừa lỡ hả chị? Lỡ nhá. Lỡ bán tặng nó luôn chị em mình bộ này 50k luôn. Gấu xanh và bộ này là bộ hàng lụa siêu nhẹ. Và size này dành cho chị em mình 55 đổ về. Dưới 55 thì chị em mình chốt nhá. Bộ này là bộ lụa siêu nhẹ luôn dùng nguyên. Còn hai con gấu xanh lên luôn cho chị em mình luôn 50k. 50k nhá. Chị nào lấy chốt có mấy cái bộ satin ở bộ lụa cho em lên luôn đi. Chị nào lấy gấu 50 lên gấu 50 nhá được 2. Quần dân bơm hết rồi. Hôm bữa có mấy cái ở chỗ này. Đây nè. Dán bom CS nè. Dán bom có hàng về. Đen S kìa ba. Chị nào lấy gấu 50 lên gấu 50 được 2 nè.
gấu 50k nhé, nó là bộ lụa siêu nhẹ bán vậy mà 50k. Đây được hai gấu chị Trang Thùy. Gấu Trang Thùy. À, gấu cho chị em không có nhé, chị Hiền Ngọc. Hiền Ngọc. XL được. Đen 85 nguyên hết rồi. Màu nu mình còn đúng không chị? Rồi lên luôn những mã nu này 50k luôn và size này 55 đổ về. Những cái bộ lụa siêu nhẹ trẻ mình mang ở nhà thôi đã luôn. Rồi lên luôn những mã tặng nu 50k luôn dùng nguyên nhá. Bộ này là bộ lụa siêu nhẹ. Nghe cái tên là trẻ mình biết mang nó nhẹ cỡ nào. Nhanh khô. Đấy, chốt lên luôn những mã này là mã nu. Comment lên nu dùng nguyên nhá. Nu 55 đổ về là trẻ mình chốt đẹp. Nu nhá, chị nào lấy nu lên nu luôn dùng nguyên. 50k nu. Chia sẻ phát nữa đây nè. Lên luôn cho dễ mình mã này để trẻ mình chờ. Mà về hình như không đủ màu hả gì. Về ba màu thôi. Nu cho Nguyễn lấy, nu cho Thanh Trung. Rồi chị nào lấy nu lên nu đi. 50k nó quá là rẻ luôn. Rồi ok, tương tác với trẻ em mình ơi. Mỗi trẻ em mình vô xem live tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Nguyễn lấy có nu 50 rồi nha. Rồi lên luôn dùng mã này là mã ngực. Bộ nam hiện tại đang còn size nhỏ nhỏ. Với bộ dài thôi. Rồi lên luôn dùng mã ngực. Con này về được 3. Vì đợt này là đợt 3, cái nào có up lên trang cá nhân ấy. Cái này đi combo nhé, chị em mình không chọn màu. Đẹp lắm luôn, cái ngực này đẹp lắm luôn. Mềm lắm. Nha, lên luôn những mã này là mã ngực luôn dùng nguyên nhá. Lên bộ dài nam à. Trời ơi, lên bộ dài đang trời nóng nên thấy bộ dài nam chị không đủ. Rồi con lên luôn cho dễ mình mã này. Lên mã ngực luôn dùng cái này đi combo nhé. Combo 2 bộ. Ở quên lộn, 2 cái như thế này. Lên mã này là mã 139k luôn dùng nguyên hẳn 2 cái. Cái này mốt vừa, không quá dài. Nhưng mà toàn bộ là hàng thông hơi á chị trẻ mình. Đẹp lắm luôn ấy. Chị nào lấy cái này lên luôn những mã này là mã ngực luôn dùng nguyên nhé. 139k 2 cái. Đẹp và rẻ. Cái này có lên trang cá nhân này. Đợt này mới like thì. Mã này như đợt này mới like này. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã ngực nhá. Ngực 139k 2 cái kèm luôn dùng nguyên cái size 34, 36 và 38. Cái này quá rẻ chị em mình nói. 34, 36 và 38. Chị em mình cứ lên luôn dùng mã ngực kèm luôn dùng nguyên số cây, cái size. Đâu có màu gì đâu nữa mà chọn chị ơi. Không có màu. Không có màu chị ơi, không chọn màu chị ơi. Không có màu nhá, không chọn màu nhá. Lên mã ngực 139 2 cái không chọn màu chị ơi, có size vậy mất size đó thôi. Không chọn màu chị nhá. Không chọn màu, em nói trước những cái mã ngực này không chọn màu. Được chưa? Ok nè, 139k 2 cái, con này đẹp. Khách nhà Nguyên nhận hàng rồi đặt hàng thêm con này nhiều lắm vậy. Cái mã này quay đầu lần 3. Trong 3 mã ngực thì là cái mã này Nguyên chạy nhiều nhất. Khách hỏi nhiều nhất, nhận hàng xong hỏi mã này nhiều nhất. Và hiện tại Nguyên cũng toàn mang ngực này hết nè. Toàn mang cái mã ngực này hết nè. Được chưa? Cái này nó vừa phải, nó không có cao quá, không dài quá, nhưng mà toàn bộ là thông hơi nên là mang rất là thoáng. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã ngực kèm luôn dùng đi. Ôi chị ơi, lên size. Lên size. Hai cái màu đen luôn cho Nguyễn Thị Duyên. Lên size chị ơi, ngực hai cái là 139.000. Lên size chứ không có size là em cũng không bóc được nha chị em mình ơi. Toàn bộ chị em mình lên cả cái size luôn dùng nguyên này. 139k hạng hai cái áo ngực. Chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên tặng ngực. 139 kèm size. Ngực 139 kèm size nhé, không có size là chịu luôn. Ờ, cái bộ màu xanh này có size M này. Bộ màu xanh này có một cái size M này. Size này dành cho những chị em mình tầm 52kg đổ về là chốt đẹp này. Lên mã xanh M. Xanh M bộ này đẹp này chị em mình. Xanh M một bộ này. Ngực 36 này, ok này. 34, 36 và 38 nhá. Ngực là 34, 36, 38. Lên luôn những mã này là mã bộ 85.000. Này đẹp lắm chị em mình. Ừ cái bộ này size M nhá. À không bỏ đen à. Ừ ok. Hôm bữa lấy nhiều đen rồi hả? Hình như Duyên cũng lấy mấy lượt rồi đúng không? Không phải. Cái này chừa cho gì ta? À, Thu Viên hay Lan Viên gì này.
Thu viên hay lan viên gì đó? Lan viên đó hả? Xanh mờ này, xanh mờ cho ai này bác? Anh Phương à? Xanh mờ cho anh Phương. Xanh mờ cho anh Phương. Nhiều. 85k à? Rồi lên mã gấu trắng. Size 52 đổ về. Ủa xinh hề. Cái này trẻ mình mix dài thể thao lên đẹp này. Cái này mà trẻ mình mix dài thể thao lên rất là đẹp này. Gấu trắng này toàn bộ trắng theo. Toàn bộ là trắng theo. Nghĩ có rồi nha. Nha chị nào lấy cái này lên mã gấu M. Nhưng mà cái này cũng chốt đến 52 thôi. Size M nhưng mà cái này cũng sẽ chốt đến 52kg. Được chưa? Toàn bộ may này trẻ mình may, may trần may đà hết ở ngoài nữa. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã gấu. Gấu 85. Gấu 85 dùng nguyên nhá. Quần nó không giảm nhiều nên là nguyên chốt tới từng đó. Nè đẹp chưa. Lên mã gấu 85 dùng nguyên nhá. Gấu 85. Gấu nu nó sai gì cả. Gấu mờ cho Ly Hải. Gấu mờ nè. Gấu mờ nè. Lên nu mờ luôn. Nu mờ. Gấu mờ cho chị Thu Thủy. Gấu mờ cho chị Thu Thủy. Quần tâm boy. Gấu mờ đây Thu Thủy nè. Thu Thủy nè. Quần tâm boy hình như còn có mấy cái. Hết sạch luôn và không có hàng đây nè. Còn sót được mấy cái quần tomboy 79.000. Có hai cái chứ mấy. Còn được hai cái chứ mấy. Gì đấy? Quần tomboy nè. Gấu mờ cho chị Ái Lê, gấu mờ bên kia chị kìa. Gấu mờ ở đâu bên kia chị kìa? Gấu mờ trắng hồi nãy. Bỏ hai hai chiếc 105 à. Hai set chip 105, ok. Ok. Gấu màu trắng ấy chị, màu trắng ấy còn ấy. Trắng nào? Cho chị Ái Lê. Cho chị Ái Lê. Không phải CM không nhỉ? Không phải. Tôm bo nguyên còn có từng này con, hết sạch sành xanh. Một cái CM 55 quay đào, CL 57 và CS 52. Chip đùi còn chị Huỳnh Phương thôi, chip bé còn, chip bé đẹp. Đẹp mà rẻ. Ôi dễ thương quá Huyền. Quần ống bo nó đẹp kia. Quần ống bo như thế này. Tôm bo này có 3 cái nha. SML L là đến 57 đổ về thôi. 79.000. Quần tôm bo nào quần chạy với em mình u mì xịn ấy. U mì hàng, u mì xịn ấy. Được 3 con thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã bo luôn dùng nguyên nhá. Bo, cái này quần có up lên trang cá nhân mà sao chị không ấy đi. Có up lên trang cá nhân mà sao không đặt. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này là mã boy luôn dùng nguyên nhá. À, cho chị Hiền Ngọc lấy luôn CL đi cho mang cho nó thoải mái. CL chị Hiền Ngọc. Hiền Ngọc này. Rồi một con S 1M. Alexi M thôi lộn 54kg mà. Alexi M thôi sao này. M thôi sao. Ta M thôi. Nha còn một S 1L. Còn một S và một L. M hết rồi chị ơi. Cái này em hết sạch luôn ý. Còn một CS và một CL. S cho chị em là 52. Có dạng quần. Tomboy 55 cho chị Kim Loan lấy hẳn cái CL đi. Dàn quần có. Ủa nguyên ấp lên trang cá nhân là nguyên ấp tam giác không ấp quần hả ta? Chị mua cái quần tomboy mờ mặc rộng quá à. Xây mấy cái mà mặc rộng quá. Cái này người ta không mang ôm đâu nó trước ấy. Cái này dáng này người ta sẽ không mang ôm. Người ta mang thụng. Nha quần tomboy thì người ta mang thụng trước này nè. Không có mang ôm nha. Lưu ý luôn giờ nguyên cái dáng quần này. Quần bo mà quần dáng bo cả quần riêng người ta cũng dặn mang thụng mà. Nha không phải mang ôm. Mang ôm nó không ra quần dáng bo nha trẻ mình ơi. Nha rồi lên luôn những mã này mã gấu mờ xe 52 đổ về. Gấu mờ màu nu này xin chưa. Gấu nu mờ. Còn bo xe gì bo xe S thôi. Còn bo xe S. Bo xe S. Lấy xe S thôi. Thì bóc luôn dùng nguyên cái chiếc quần của bé. Hình như là cũng up lên trên. Em up chiếc tam giác rồi à. Gấu mờ. Gấu mờ đây cho Nana. 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 Cái này mình cao thì 55kg vẫn mang được. Có được từng này con. Không có, CL không có. Tomboy mà hết CL rồi. Đây, chiếc đùi đây. Và chỉ có size đến dưới 30kg thôi. Dưới 30kg nha, 79.000 5 con. Phải không? Bán 79.000 5 con đúng không? CM hết rồi chợ, em còn CL. Bỏ ra đi. Nha, đây, quần đây dẻ mình nhìn nè. Dưới 28 đi. Hôm này dưới 28 thôi. Số M cho chị My Lê. Số M cho My Lê.
Cái này dưới 28 có mời cho chị Phúc Minh. Ủa mua hai loại luôn rồi hả? Không nhớ là up cái mã nào. Lâu lâu vui vui up lên như thế thôi, chứ nhiều mẫu nhà nguyên nhiều mẫu lắm, để không biết mà để mà up thì thôi hết ngày. Nha, chị nào lấy cái này anh hay like thôi. Đi up rồi bắt đầu cái chị em mình hỏi cái này, hỏi cái kia. Lên mã này là mã đùi kèm luôn dùng cái số ký. À, chị lưu luyến là nhờ đặt trên trang cá nhân là có chị ơi. Có cả đùi và có cả tam giác. Ghi quần cho chị Minh Trương Trần. Gấu lờ không có chị ơi. Ghi cái mã này lên luôn dùng mã đùi kèm luôn dùng cái số ký đi, kèm luôn dùng cái số lượng cái. 79.000 năm cái. 79.000 năm cái nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đi. Gấu đâu có gấu CL, có CM thôi chị ơi. Đây là chiếc quần. Có cả chiếc tam giác nữa. Hàng này đẹp, 70.000. À 70 hay 79? 79 đúng không? 79 nào Hiền? Mình lên 79.000 năm cái đúng không? Ok. Rồi chị nào chưa có mã chiếc bé lên chiếc bé luôn dùng nguyên nhá. Gấu mờ cho Thu Ly. Thu Ly à? Ok. Thu Ly. Nước khoáng mà đánh có cái gì hơi chi phiêu. Có phiêu cái loại gì nước khoáng rồi. Nước khoáng là nó chi? Nước là cái phiêu. Quên. Mời quên uống thử. Ok ok. Hồi nãy cái này cho em. Uống thử thì em có nó đi không gì. Ăn thư à. Hả? Ba cái gây cái chiếc nó đi để mẹ đi cho. Đấy cho. Vừa lọc. Mà vừa lọc. Nước lạc nữa qua được cái mùi. Ngăn thư. Không xe thơ á. Giờ nước không lọc chữ không lọc cái qua cho cái nước lạc nữa. À, cho mẹ đốt thêm nước lạc nữa qua mùi đây à. Thấy nước lạc rồi còn biết chứ. Đấy qua mùi. Ok tam giác nè. Hai chị Phong La. Còn một cô giáo lưu. Cái này tay dài hả chị? Cái này như bị lộn áo lộn quần rồi. Áo màu quần màu. Xeo à? Xeo đi. Áo nơ quần nơ rồi. Cái này áo nơ quần nơ rồi. Nha, size 50 đổ về. Bán tặng luôn cho trẻ mình cái này à. 85 đúng không? Lên luôn những mã này là mã 70 đi. Cái viền thì là cũng viền màu nâu hết nhưng mà áo màu đen. Xanh đen. Áo xanh đen, xanh đen đậm hơn xíu, quần xanh đen. Nha, lên luôn những mã này là mã 69 đi. Comment mã 69 size S theo hết, cái này đẹp lắm. Cái này đẹp nhưng mà áo với màu nó không sát cái màu lắm. Áo với quần nó không sát cái màu lắm. Không có chị ơi. 70 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Màu nu. Màu nu size 55-57. Nu size 55-57-85. Hàng này hàng VIP nhé. Hàng VIP nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã nu size M. Nu M85. Nu M85. Nu M85. Bộ dài em hết. Chị nào lấy nu M85 chút lên mã nu M85 dùng đi nha. Nu M85 và size này 55-57kg đổ về là chút đẹp. Nu M85. Có áo gì không ta? Cho lên sale ít áo nãy giờ lên còn với quần không à. Nu M này được một này. Chị nào lấy nu M. Ru xì này để cho Thu Viên à, Thu Viên này. Thu Viên dặn cái này. Ru xì. Ru xì. Bộ bi. Bộ bi, bộ bi. Bi này nãy em cũng xe 85 đúng không ta? Rồi lên luôn những mã LV. Xin này. Xin hồng. Bộ lụa nha. Nô 85 nè, cho Nguyễn Thị Duyên. Nguyễn Thị Duyên. Lên mã LV. Xe 55-57 đổ về là chút đẹp. Bộ lụa dùng nguyên nhá. Lụa 85k. Nô M em hết rồi, phải không? Có nô M đó không chị? Đâu rồi. Lên mã này mã F đi. Chút mã F luôn dùng nguyên nhá, xin không? Cái này đâu phải LV. Phải không? Cái này cho chị Hồng Phụng. Có chị Hồng Phụng. Có chị Hồng Phụng. 85 luôn. Cái này mờ được. Cái này Adidas chữ nó khác chứ thôi. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng mã đáp đi cho nó dễ. Đáp nu. Chị em mình nhìn cái phần quần nó giãn như thế này nè. Chị em mình nhìn. Đây nha. Quần nó giãn nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã đáp nu.
mập ngồi ngó chơi thôi à. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã đát nu. Đát nu. Cái này cute nè, size 57. Trời ơi, heo nha. Heo heo heo. 57 chị nào cao 60 vẫn được. Không có size L, không có size L, nó size M. Cái này size M đấy. Đát nu chút chưa? Cho chị Hiền Ngọc kìa. Đát nu chị Hiền Ngọc. Dân không? Lên luôn dưỡng mã này cute quá. Comment mã này là mã heo đi. Hình con heo nè. Bộ lụa nhá, được 2 bộ. Được 2 bộ lụa nhá. Đây là 55, 57. Là trẻ mình chốt ok nhá. Bộ dài. Bữa khách hỏi nhiều những cái bộ này. Đấy, chị nào lấy heo cái màu này cute quá. Heo nhá, 85k heo. Hàng này hàng người ta bán rẻ mà có thể 140. Cái này xinh lắm luôn. Chị vừa hết có tiền chị quá hết á. Đến lúc cần thì không có. Nên là đụng cái mô, mình thấy cái mô ấy là mình phát hết. Heo này xinh nè, chị nào lấy heo lên heo. Heo chị Hồng Phụng, còn một quả heo. Cái này không có xe S, heo chị Nguyễn Lý, cái này không có xe S. Cái bộ này hồi nãy chị nào chưa có nên lại dùng nguyên nè. Bộ màu nâu nè. Nâu, nâu xe 55, 57. Nào ok luôn. Cái này lên mã LV đi cho nó dễ. LV nhá, toàn hàng này người ta bán cho dễ mình hàng 140 không hề. Toàn hàng này hàng 140 không. Hàng lụa đẹp mà trẻ mình nhìn người ta may chằn đè nè. May cái viền nè, mà bán dễ mình còn rẻ hơn người ta chạy chạy cả hàng xưởng luôn ý. Rẻ hơn người ta bán dễ mình hàng xưởng, trẻ mình nhìn cái đường trong may nè. Trẻ mình nhìn đi. Hàng này may rất là kỹ luôn. Bán dễ mình còn rẻ hơn cả hàng xưởng, lên mã LV luôn dùng nguyên nhá. LV hình phương Hùng Phụng. Hình phương nè, Hùng Phụng nè, còn 3 cái thôi, 2 cái thôi. 2 cái. Chị nào lấy cái này lên luôn xong mã LV đi. LV nhé. Toàn bộ là hàng may kỹ, hàng đẹp hết, lụa đẹp nhá. Còn một. Chị nào lấy LV lên LV luôn dùng nguyên. LV 5557 cái độ về 85.000 đi cho nó gọn. 85. Chị nào lấy LV 85 lên LV 85. LV 85. Chốt mã trắng. Ok, ok chị. Trắng 85. Xinh này. Những cái bộ này đẹp kia luôn. Sang. Hết pin sao? Cắm pin sao? Cắm pin cái điện thoại. Rồi lên luôn những mã trắng 85. Trắng. Trắng 85, chị nào lấy trắng 85 lên trắng 85 dùng nguyên nhá. Trắng này một. Trắng này một. Chị nào lấy trắng 85 lên trắng 85 dùng nguyên. Xinh không? Trắng này có một thôi. Chị nào lấy trắng 85, bộ nào bộ lụa nhé. Còn một LV, một trắng. Cái này mà lên 85.000 trẻ mình không chốt được thì rất là tiếc. Thôi, wow. Giờ lên cái này. Thấy, giờ lên vest rồi. Vest, áo dài, à, giờ áo dài hả? Cái này 55 đổ về. 55 đổ về, cái nào mà trẻ mình mang một đôi gót nữa là lên đi tiệc thôi, hết sải. Cái này mang lên đi tiệc hết sải. Trăng váy xây mờ nhá. Trăng váy xây mờ nhá. Kèm một cái áo vest như thế này. Nha, lên luôn dưỡng mã vest vàng. Trẻ mình cứ search đi. Xong lên đi tìm những cái set mà set vest mà dạng trăng váy này. Toàn con thấy dòng 2 hết. 200 mấy bữa nó duyên đặt mua mấy? 200 mấy. Kinh khủng không? Nguyên lên luôn cho trẻ mình mã này mã 125 nhé. Toàn bộ ở trong có quần size M nhé. Ở trong có quần size 55, chị nào cao lên 57 nhé. 125M. Xinh cái này, xinh cực kỳ luôn trẻ mình ơi. Nha, lên luôn những mã này 55 và cao 57 cho cái mã vàng size M 125.000. Đấy này. Đây là nhìn hàng của nó này trẻ mình. Đủ xịn chưa? Thế này đủ xịn chưa? 125.000 vàng M. Chị nào lấy vàng M lên vàng M luôn dùng Nguyên nhé. Vàng mờ. Không chị ơi, không nhé. 55-57 với chị Thu Lan ơi. 55-57 giờ em không sợ bộ nam đây đâu. Nhá, chị nào lấy mã này lên mã vàng mờ. Chốt mã vàng mờ luôn dùng nguyên nhé. 125.000. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên xem lên cái bộ này. Còn mấy cái bộ đuổi nó nữa chị kìa. Xem lên má tặng đuổi đi.
Rồi lên Long Dũng này, kim sa, kim sa nhá. Đến kim sa, đến kim tím này. 85k xanh than TF. Có quần caro dài có đi chị. Nha chị nào lấy mã này lên mã xanh than TF. Lấy cái gì vậy? À cái set trắng hồi nãy. Cái set ờ. Lên mã 85 xanh than nhá, chạy kim sa hai kim tím hai bên nè. Dòng này Boris nó dễ mà nó CS nè, dễ mà nhìn chắc nè. Chắc nè, cái dễ mình xem. Cái chị nào lấy xanh than, lên xanh than Boris này chắc sướng. Lên mã xanh than dùng nguyên nhá CS. Chị nào lấy xanh than S lên xanh than S luôn dùng nguyên được 1. Xanh than S được 1. 85k nhá. Tình yêu nào lấy thì tranh thủ lên. Xanh than S được 1. 85 nha. Cái này xây 10. V này được 1. V 85 xây 55-57. V 85 xây 55-57 xây L. À xây M sorry chị em. V 85 nhá, đẹp chưa? Cái này mà không phát được nữa thì thôi luôn. Chị em mà nhìn nè. V 85 nhá, chị nào lấy V 85 lên V 85 và size này 55-57 đổ về. Những cái dòng mà coi giãn nhiều thì một chút chị em mình xây M đến cao đến 57 vẫn mang được. Giãn nha, giãn nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Xây M cho chị Minh Trương Trần. Minh Trương Trần. Rồi lên luôn dùng mã này là mã theo M. Theo M. Theo M nhưng mà con này nguyên chút đến 52. Quần không giãn nhiều. Dòng này quần không giãn nhiều nhá, chút đến 52. Theo M nhá. Riêng con này chút đến 52 vì quần không giãn nhiều nhá chị em mà nó. Chị nào lấy cái này lên mã theo M luôn dùng nguyên. Nha, theo M. Cái này chút đến 52. Theo M M 52. 52 ký quay đầu thôi. Con nào thun thun cấp tông ấy giãn nhiều thì chứ dễ mình 55 mà cao 57. Rồi nhá, chị nào lấy cái này thì lên. Theo nhá, theo 85. Xây M chị ơi, chị em mình chốt cho chuẩn nha. Em đọc cái size nào chị em mình chốt cái đó. Nguyên mà nguyên không để ý, không không kiểm tra lại là mắc không là nhầm hàng của chị em mình đấy. Lên rõ cho em nhá. Rồi xây M, xây S. Lên mã NI. NIS, NIM. Chị Nguyễn Lý lên sao không có. Chị Nguyễn Lý lên sao là không có nha chị ơi. Chị Diệu Hồ ngày đi đi đơn chị ơi. Rồi lên luôn những mã NI, S và M. Ngày đi đi đơn đó chị Diệu Hồ ơi. NI này Nguyễn có S và M. S này chị em mình có thể cao đến 55 nha. Còn bình thường chị em tầm 52, 53 chị em mình chốt được. Rồi M chị em mình 55 và cao 57. NI luôn dùng nguyên toàn bộ NI này là NI thêm. Xem không? Quần dài nhá. Cái này quần đùi rồi, 79k. 79k. Chị sao chị ơi, chị sao chị sao? Màu đỏ hồi nãy em nói là L đỏ nè. M đỏ không phải là L đâu. M M M. Cho chị hành đùi. Cho chị hành đùi. Rồi lên luôn những mã NI đùi này là 79k S và M. S chị em mình đến 55 vẫn mang được. M chị em mình đến 57 nhá. Được chưa, chị nào lấy NI S nè. NI M nè. 2 S và 1 M. Theo hết nhá. Cho 79 cài mua con này nó tiếp. Nó rẻ quá. Nó rẻ quá. Chị nào lấy NI lên NI luôn dùng SM. Trinh Trần lấy S. S cho chị Lê Hoàng. Rồi còn 1 M. Còn 1 M chị nào lấy NI M lên NI M luôn dùng nguyên nhất 79. Đẹp rẻ. Rẻ và đẹp 79 chị ạ. Được lên 79 cho nó. NI SM. Nó còn M nhá. Còn M và size này là size 55, 57, 79k. Cứ nhận hàng con này về thử. Xem chắc dùng nguyên đi. Còn M. Gấu M, gấu M. Gấu M. Gấu M dùng nguyên. Không quần đùi chị ạ. Quần đùi, quần đùi. Mời chị Nguyễn Lý. Chị em mình nghe em đọc cái giá kìa. À. Bà Nguyên có dơ lên mà. Gấu M 57 đổ về. Cái này xinh hề. Cái quần này duyên duyên xỏ cũng vô. Hề. Chút lấy 57kg. Chị nào lấy gấu lên gấu. Gấu nha. NI 52 hết rồi nhá. Gấu cho chị Nguyễn Lý. Có tỷ lệ
3102, à quên, vòng 3, đúng rồi, vòng 3102 mang ok luôn chị em mình ạ. Mang rộng rãi luôn. Hai chị em mình 60 chị em tự tin cái nào luôn. 60 là tự tin. Gáo mờ cho chị Nguyễn Lý và cho chị Thiên Nghi. Nguyễn Lý, Thiên Nghi. Cái này á chị ơi, ai hồi nãy hóng 60 kg vẫn mang ok. 85k. Này như chị lưu luyến đồ những cái mã này xây mời chút được hết. Chị duyên cái vòng 3 của chị 102 chị vẫn mang ok con quần này. Đấy, nhưng mà em cứ chốt sụt 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 xíu cho em mình thay cho em mình mang hơi rộng xíu. Mang cho nó thoải mái chứ mang ôm nó không ấy. Nó khó chịu. Thì chị Hồng Văn. Hồng Văn gấu mờ. Hồng Văn gấu mờ. Gấu hết nha. Vàng ép. Vàng S size này 52 đổ về. Vàng S 52 đổ về. Hồng Văn quê. Cái Hồng Văn vàng đi. Còn chị kia ghi trắng đi cho nó dễ. Gấu 85. Lưu lý số mấy ký rồi. Rồi cái này y Nguyên đang mang này, CS này gấu hết rồi nhá. Xe 52 đổ về nguyên 50kg, cái này cũng còn mang thoải mái cho em mình. Thật sự trẻ mình cao thì 55kg vẫn mang được luôn cái xe F nè. Nha chị nào lấy cái này lên mã theo vàng 79. Comment mã theo vàng 79k giúp Nguyên nha. Ai lấy theo vàng 79 lên theo vàng quần này dạng quần ngố. Quần dài U Mỹ hả? Quần dài sọc thể thao vàng S cho chị Ngân Thư. Cho Hồng Nhung. Ngân Thư và Hồng Nhung. Ngân Thư chị và Hồng Nhung. Ngân Thư và Hồng Nhung. 79 nha. Gấu S. Gấu S này là size 50 đổ về. Theo vàng mới hết. Gấu S này size 50 đổ về. Hình như màu xanh bên kia lại thấy hình như là đùi không. Cái lần bên đó quần đùi. Gấu S. Quần dài S là 50 và M52. Cái mã này tùy. Mã này riêng mã gấu này là S50 và M52. Nghe rõ luôn dùm Nguyên nhá. S50 và M52. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã gấu S50kg nhá. Gấu S50kg nè. Gấu M là 52kg nhá. Quần này chắc đẹp lắm luôn. Hồi nãy Hiền mang CM không? Rồi chị nào lấy gấu S lên gấu S. Gấu S có trắng và đen. 85.000 có trắng và đen. Trắng đen luôn. Gấu S cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệt. Có cả đen nè. Rồi gấu M thì có trắng và đen và nu. Gấu M trắng đen nu. Theo vàng hết rồi chị ạ. Theo vàng em hết rồi. Theo vàng hết sạch rồi. Rồi lên lưu dụng mã kim tuyến size S. Kim tuyến size S. Kim tuyến size S. Kim tuyến size S. Size này dành cho chị em mình 52 đổ về. 50-52 đổ về là chút đẹp. Theo toàn bộ hết. Theo toàn bộ hết. Quần bo rít giãn nhiều. Nha chị em mình nhìn nè. Ơn nhiếm anh trưa nay thấy em ra hết không? Gấu mờ đen ngủ lấy. Đi ngủ à? Gấu mờ đen đã vừa. Gấu mờ đen à. Ok. Nè vị gấu, cái này đi ô. Cái này đi ô, còn á. Kim tuyến cho Ngô Mỹ Quý. Ngô Mỹ Quý. Đây này kim tuyến đây chị nè. 85 chị. Coi cái gấu, gấu đen đó hình như còn CM đấy. Gấu đen còn CM đấy. Cho chị Nguyễn lấy ghi lại đi chị, còn nữa. Rồi lên luôn dùng nguyên kim tuyến, dùng nguyên này, kim tuyến, chị nào lấy kim tuyến lên kim tuyến dùng nguyên nhá. Kim tuyến. Ai lấy kim tuyến nữa lên kim tuyến dùng nguyên đi. Còn cái chị màu vàng. Ô set này. Set này là set 95. Các cái xem lên. Kim tuyến S thôi chị ơi. Kim tuyến S. Kim tuyến S này. Cái này 52 vậy mình tranh thủ này 52 quay đầu. Cái này đẹp lắm luôn. Không lẽ chừa một set màu đen. Trắng đợi, màu đen. Gấu đen đi cho ấy không? Có đen nó sẽ và CM kia. Trời ơi, set 95 nhá. Thì nào lấy set 95 lên set 95. Xin ông. Xe 52 đổ về. Theo nhá, đây nè. Theo mix với màu quần này trẻ mình nè. Xin ông. Chốt lên mã set 95. Không có CM. Lên chút lên luôn dùng mã set 95 luôn dùng cái set này đẹp lắm vậy mà nó xe 52 độ về 95k.
Cô nói là riêng con quần này giá trị hơn giá 95 thì chị em mình bỏ ra rồi. Hàng thì thử nhá, thử có nó deal không nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên mã set 95 luôn dùng nguyên. Set 95 size S, size 52 đổ về. Chị nào lấy set 95 lên set 95. Lê Hòa. 95 Lê Hòa, đẹp lắm chị Lê Hòa. Cái này size 10. Đùi. Rồi lên luôn những mã theo vàng đùi. Theo vàng đùi nhá, đùi 79 nhá. Theo vàng đùi 79, size 55 57. Chắc. Từ đường kim mũi chỉ nè chị em mình cứ nhìn cận luôn dùng nguyên nhá. Cái này ăn đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn. 55 và 57 đổ về. Còn không? Còn. Áo màu đen hết áo trắng à. Trời rút ra cho em. 55 57 ký đổ về. Lên luôn dụng mã vàng theo mờ đùi. Vàng theo mờ đùi nhá, theo vàng cho chị Nguyễn Lý. 79 cho chị Nguyễn Lý. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên mã theo vàng luôn dùng nguyên 79. Theo vàng 79. Comment mã theo vàng 79 luôn dùng nguyên. Nhá, này toàn bộ là mờ, size 55 57 là chị em mình chốt đẹp. 55 57 chốt đẹp dùng nguyên nhá. Vàng mờ cho chị Hiền Ngọc. Hiền Ngọc này chị. Toàn bộ chữ này là chữ theo hết. 95 cái này có SM đến 55. Cái này có S và M đến 55 tí nè. Màu đen. Xinh hồng chị em mà thôi. Đảm bảo mà nguyên mang cái set này là chị nào cũng hỏi. Hàng này nó thật sự bán 95 thì nó quá là rẻ. Nhận hàng con này về dùng nguyên nhá. SM nhá. Đồ đuôi chị ạ. Ôi sao chị em mình chốt hàng cái gì? Em like rõ mà. Em mở ra rõ ràng mà chứ đâu phải là em để không đâu. Em không mở ra đâu. Rồi lên mã set 95 xây M cho chị Trần Thị Thu Hiền. M cho Trần Thị Thu Hiền. Trời ơi, cái này. Quần này dạng hơi giống quần giả chị em mình. Hơi giống quần giả. Trần Thị Thu Hiền. Xây M đây. Đây này chị. Sẵn đây rồi nè. Sẵn rồi nè. Rồi chị nào lấy set nữa lên set luôn được luôn nhé. Trời ơi sao mệt. Set cho anh Lai Lương. Trẻ mình ơi để ý kỹ nha. Nguyên like, nguyên mở ra, nguyên like hẳn rồi đấy. Xanh mờ. Cái này bỏ cho Thu Viên 2 set. Thu Viên, Lan Viên gì đấy 2 set. Màu xanh này. Xanh 55, 57, màu xanh này đẹp này chị em mình này. Xanh 55, 57 đổ về. Xanh này 55, 57 đổ về nhá. 79 chị nào lấy xanh 55, 57 lên luôn dùng toàn bộ. Cái này là theo hết. Hàng này hàng may cực kỳ kỹ luôn. Nhá chị nào lấy xanh. Xét Nguyễn lấy là CM đấy. CM đấy. Rồi lên luôn những mã xanh. Xanh 79. Không thấy à. Giờ mới thấy Trần Thùy Dương nè. Trần Thùy Dương lấy cái gì đấy. Lấy cái gì lên lại dùng nguyên nhá. Xanh cho chị Nguyễn Lý. Xanh Nguyễn Lý 79 đi, xanh 79. Rồi nhá, ai lấy xanh nữa lên xanh luôn dùng nguyên đi 79k. Bao rẻ luôn. Cái áo thun dài tay mình còn không cho mình cọc hai cọc nữa. Xanh M. Ok, cái này toàn bộ ở size M. Thế, 49k. Ở em ai trong áo này ta. Cho lấy mã này nữa. Yêu ít quá, lai ra lẽ hàng nó thẳng. Cái này xe S. Hồng xe S, tay 50 đổ về 79k. Hồng S nhá, 50 đổ về 79. Cái này xinh nè, dẹ mình. Hồng S được 2. Chị nào lấy hồng S lên hồng S được 2 nhá. Hồng S 79. Nha lai một tí tẹo nữa thôi là nguyên ngưng nha dẹ mình ơi.
nha chị nào, bỏ dưới đây nha chị nào, lấy cái này lên mã hồng ép thôi chị, thôi chị đừng lên bộ nữa. Đừng lên bộ nữa. Xanh 5557 chị ơi. Xanh 5557. Rồi lên mã vàng 49. Vàng 49 sao dễ mà 57 thì nào cao lên được đến 60 những dòng VIP. Chốt 57 đi, mang cho nó ok nhá, dòng VIP. Lên luôn những mã này, mã vàng 49, vàng 49 tay dài. Vàng 49. Vàng 49 cái này còn lại phải màu thôi. Vàng 49 được 1, thì nào lấy vàng 49 lên vàng 49 luôn đi. Màu còn phân dùng lại còn sắc còn màu màu đi ra. Thun thái chưa nè, không có thun thái nữa. Chị mình ghé ghé sớm sớm tầm 5 giờ sẽ bắt đầu. Chị mình tấp nập lên làm đơn nữa, cái chị em mình hỏi tới hỏi lui không trả lời được thì cũng khó. Mà lên tấp nập đang làm đơn các kiểu là chị em mình bắt đầu hỏi cái này hỏi cái kia, tìm hàng này tìm hàng kia. Nha chị nào lấy vàng lên vàng luôn, dùng nguyên 49k, tím 49 nè, xanh ngọc 49 nè. Nha. Siêu ít rồi là làm biến rồi đấy. Cái mã này là tây bồng. Tây bồng này. Chị nào lấy bồng xanh lên bồng xanh 49 nhá. Lên cái cọc này ngưng nha chị em mà nói. Lên mã bồng xanh 49k bồng xanh. Ai lấy bồng xanh chốt bồng xanh. Thun thái mọi khi mua về đẹp đúng không? 49k tây bồng, chị nào lấy chốt. Rồi hàng mà hàng riết mà dày tay nên mà bán hàng 49k mà chị em mình không chốt thì rất là tiếc. Vài ba hôm nữa đi tiền không ra đâu chị em mình ơi. Vài ba hôm nữa tiền không ra đâu. Lên không chị em mình lên áo dài tay này thì chốt này, không thì ngưng nhá. Không lên áo dài tay nữa thì ngưng nhá chị em mình. Có tự nhiên ngồi live mà ngáp khan chảy nước mắt luôn ấy. Lên nữa xong quý vị ơi, sao mà nó chậm chậm thế, chậm quá. Lên mã này mã tặng 39. Đẹp thế. Bộ này đẹp thế rồi, bộ này 85k nha. 85k, size này là size 57. Size 57. Cái này thì mong Duyên Duyên vừa không? Mong Duyên Duyên vừa luôn. Em không nhé chị Hoàng Diễm ơi. Size này đẹp nè. Chú mã 85 size L. 57 và chị nào cao gọn lên 60 dùng nguyên nhé. Chị ơi 55, 57 ký là ngoan. Chị nào cao thì lên đến 60 nhé. Rồi lên luôn dùng mã set này đẹp nè, 85.000. Quần của nó là quần ống bao CL. CL nãy giờ hơi bị hiếm đấy. Đấy chị nào lấy cái này lên luôn cho mã set luôn dùng 85. Này sót lại thôi nè. Set 85 nhá, chị nào lấy set 85 CL cho chị Hoa Nguyễn. 85 chị Hoa Nguyễn. Đây nè, em thấy tia thấy xe to rồi, Huyền thấy làm sao không? Xe to là cái cọc màu đỏ, cái tới màu xanh kìa. Đó, đỏ xanh, đây. Xe to em nói hồi sáng, cái cọc với xe to mà. Bỏ qua trung nguyên đi, XL với L, L với XL thôi. Cái nó L với XL thôi. Xe này đến 60 số 2 này. Đỏ này 1L, 1XL. Quần dài nha. Cốt tông tàu. Quần ngố. Quần ngố nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên một cái size XL và một cái size L. Cái này theo toàn bộ. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã đỏ L và đỏ XL. Chút lấy 60 nha chị em nói. 60 nha, 57 ký quay đầu và 60 quay đầu. Cái 85 hồi nãy em hết rồi. Cái này ngố lên chị em mình 79k đi. 79k. Chị nào lấy cái này lên đỏ L và đỏ XL. XL chị em mình lấy 60 nhá. Toàn bộ chị em mình theo hết và chắc của nó toàn bộ là cốt tông tàu. Cả hình cả chữ đều theo hết. Chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng 85. Đỏ L và đỏ XL nhá. 85 lúc nãy em hết rồi. Đỏ L chị Nguyễn Lý. Rồi đỏ XL lấy 60. Đỏ XL lấy 60 nhá. XL nhá. Dạ. XL chị Nguyễn.
kêu kêu anh ơi đếm chứ, có bữa em thấy dư ra mấy cục mà chả thấy báo là đủ thiếu gì hết. Ngày hôm qua dư ra 2 cục. Phú Huệ Như lấy bộ dây XL. Dư 2 cục ở đây. Phú Huệ Như có lấy bộ đỏ XL không? Không thì dư. Đếm cho em chứ. Con đỏ XL thôi chợ. Nếu chưa cho bộ XL ở phía sau. Bộ này giờ mới có mà, giờ mới lên bộ này mà. Rồi lên mã xanh L và xanh XL. Xanh L và xanh XL toàn bộ là theo nhé chị em mình ơi. 57kg quay đầu và 60kg quay đầu được 2 size. Chị nào lấy mã này lên mã xanh luôn dùng đi nhé. Xanh L và xanh XL được 2 size. Ai chưa có cái mã này thì lên nhanh tay luôn dùng mã này là mã xanh. Xanh L và xanh XL. Xanh L thiên nghi. Xanh L thiên nghi. L đây chị. Rồi ok. Chị nào lấy xanh nữa lên xanh. Xong ngưng like cho chị em nữa. Xong ngưng nha. Xanh cho Nguyễn Lý. Sai gì đó chị ở CL luôn đúng không? CL luôn đúng không? Ok nè. Xanh XL cho chị Phú Huệ Như. Hết xanh L nhá. Xanh XL cho Phú Huệ Như. Còn XL nữa là hết. XL chị Đặng nha. XL chị Đặng nha. Rồi hết. Con trẻ bàn hàng. Chốt đơn rồi báo đi Duyên ơi. Sẽ không. Chốt đơn rồi báo Duyên ơi. Sẽ rồi nãy giờ có cái gì. Có gì sẽ. Bộ vàng bên nó còn gì kìa. Vàng hay trắng. Thì có cái mẫu đuổi rất vai nó cho bán tặng. Đấy, trước mặt luôn không? Đây này này, trên trên cùng này, đây này đây này. Đây, cam cam ở đó cũng được. Còn này còn lẻ tẻ à? Lẻ tẻ bán tặng cọc này luôn luôn. Bộ này hàng là mình hàng mình sale mấy chưa? 89.000 đúng không? Hai bộ size S á, mã nào hai bộ size S? Size này 55 đổ về, 52 và cao 55. Xanh là hết rồi này. Xanh hết rồi, ống bo nè. Tặng hết luôn chị em mình 79k đi đi cho nó gọn mà những cái mã đuổi này nhá. Tặng hết 79k nhá, hàng nào hàng sale 89k. Ok chị Nguyễn Lý. Mã này toàn bộ là hàng nguyên sơ 89 cái chị em mình để ý nè, chị em mình nói nè. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên cái này là mã này là vàng mờ. Size này chị em mình 55 đổ về dưới 55 chị em chút đẹp nhá. 79k bộ này luôn. Chị nào lấy cái này lên mã vàng nhá. Chị nào lấy vàng luôn dùng nguyên toàn bộ hàng máy rất là kỹ chị em nhá. Vàng, quần của nó ống bo nhá, vàng mờ. Mã dài hết rồi, mã dài không còn cái nào hết. Dài hết sạch. Tiếp theo thì lấy cái mã nu này cho em, lấy mã nu này như có xe ép nha chị. Mã nu này như có xe ép nha. Hết em mượn. Rồi lên mã vàng 79k nốt luôn. Giấu cái gì cái gì. Cái mờ luôn rồi. À S nè, S có cả nè. Giấu S này có cả nè. Giấu S này một con nè. 85k gấu S, quần này quần giãn S nhưng mà đến 55 cái chị em vẫn mang được luôn. Chị nào lấy cái này lên mã gấu S luôn dùng nguyên nhé. Gấu S 85. Chị nào lấy gấu S 85 lên gấu S 85 luôn dùng nguyên nhé. Rẻ lắm luôn chị em mình. Gấu S 85 một con. Xong lên chị em mình cái bộ đuổi này để lòng ngưng nhé. 79k nó. Đỏ mờ. Ôi thôi, đứng đơ như thế này thôi. Gấu S úp lê. Gấu S em hết rồi. Thế còn người coi like thì không nở tắt. Mà hả, chậm là làm biết. Còn gấu mờ nè. Gấu mờ nhất thôi chứ mà. Gấu mờ nè, 55. 55, 57 gấu mờ nè. Chị nào thích gấu mờ lên gấu mờ không cần mở ra này nhá. Gấu mờ 55, 57 con lúc nãy. Còn bộ con gấu này là gấu theo hết. Còn bộ gấu theo nhé. Chị nào lấy gấu mờ lên gấu mờ. Size này 55, 57 đổ về là chốt đẹp.
gấu mờ, gấu mờ, gấu mờ. Thì nào lấy gấu mờ lên, gấu mờ lên thì một con. Còn gấu này là gấu đùi 79. Đùi. Con này gấu đùi này 79k. Gấu mờ chị Nguyễn Loan. Gấu mờ Nguyễn Loan. Gấu mờ. Nguyễn Loan không có con. Gấu mờ này mờ đùi. Mờ này mờ đùi rồi, mờ đùi. Mờ đùi 79. Mờ đùi 79. Cái con này không giảm nhiều, chốt đến 55 nhá. Mờ đùi này chốt đến 55. Chị em mình hàng này để ý đi 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 nhập sĩ vô giá đi, giá sĩ tiền trăm rồi. Những cái dòng này đi nhập sĩ tiền trăm rồi. Giấu mờ đùi hay là chị nào lấy đùi 79 lên đùi 79k luôn dùng nguyên nè. Đùi 79 cm được 1. Đùi 79 cm được 1. Chị nào lấy đùi 79 lên đùi 79k luôn dùng nguyên nhá. Đùi 79. Đùi 79k luôn dùng nguyên, cổ V trắng nó sao. À, cổ V trắng nó sẽ lờ rồi. Trước mặt chị luôn rồi. Ba bộ gì vậy? Mình trắng ngay nhanh dơ lắm, ai đây? Thôi nhắn lại cho chị đi. Đây một là sale, hai là ấy. Màu trắng nó nhanh ấy lắm. Đúng rồi, cái quần màu đỏ nó không tách bao. Nó bị hấp màu, màu trắng nó nhanh hấp màu lắm. Dài hết nhá. Xe lờ này chị em mình. Để đó rồi chúng ta nhắn tin. Vi mở ngoặc ở ngoài bị dơ đi. 60kg không vừa chị thờ. Chị Nguyễn Thơ ơi. Đây nè, xe 60 vô tư nè chị em mình nè. Đây gì đó mà. Đây nè. Màu trắng mặn làm này là không bỏ là hấp màu. Chị Nguyễn hết giờ, hết giờ nha. Để mấy cái màu trắng này mở ra kiểm tra nhé. Có cái cháy vừa hay. Không, chốt đến 55 thôi chị. Không giảm nhiều, chốt đến 55 thôi. Có cái cháy không vừa vậy thôi. Cái nào nguyên bán tặng nhá. Xe 60 đổ về, cái này chị em mình về xử lý được. Chữ này là chữ theo nha, màu trắng chị em mình xử lý được. Bán tặng cho chị em mình cái này 60 vô tư. Coi như là bán tặng cho chị em mình cái quần. Và kèm cho chị em mình cái áo nhé chị em mình ơi, 60 vô tư nè. Bán tặng cái quần và đi kèm luôn cho chị em mình con áo nữa nè. Đấy, sale cái quần và tặng kèm cái áo. Lên luôn những mã này là mã tặng 50 đi. Tặng 50 đi. Cái áo nó bị hấp màu ấy. Riêng những cái này, riêng màu trắng thì nếu như một kỹ người ta sẽ bỏ riêng ra. Đây, bỏ trâu mất tiêu rồi. Nhá, lên luôn những mã trắng, CL, size là đến 60 nè. Lên mã 50. Chị nào lấy mã 50, lên mã 50. Cái này 50 thôi chị. Bỏ xuống luôn giùm em 50. Chị trẻ mình về ngâm con áo được. Để mình kiểm tra những cái màu còn lại. Nguyễn Lý tặng 50. Đây này, này. Lý Hạnh Hồ 50. Mình nghĩ là chắc cái này cũng bị Lý Hạnh Hồ. Còn được 2. Phú Hị Như. Để ý luôn giùm em nha. Em đã báo rõ nha chị em mình ơi. Chị Phúc Minh nó bị hấp màu. Nó bị hấp màu riêng cái chỗ phần gấp này thôi. Riêng phần gấp này thôi nè. Đây nè. Đây về chị em mình à. Về xử lý, về ngâm thuốc tải luôn. Dạ. Thiên Nghi 50. Còn không? Còn không? Đây còn có. Thiên Nghi. Thế Thiên Nghi. Còn này 85 hồi tối chị nào chưa có 79k chứ, 79k. Đùi này xin 55 quay đầu nè, đùi này xin nè chị em mình, 79 55, 57 mang được cái này luôn, cái nào nãy duyên duyên xấu vừa vừa à. Cái quần này duyên duyên vừa không? Cái này chốt đến 55 đi. Nha, chị nào lấy đùi 79 lên đùi 79. Chốt đến 55 đi mang cho nó thoải mái nha chị em mình. Nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 55kg đi, cho nó dễ nhé, 79k. Bộ này đẹp, bộ này đẹp lắm chị em mình ơi. Bộ này đẹp lắm luôn ấy, chị nào lấy cái này lên. Không ngủ rồi gái. Ba chưa ngủ à. 79k nhá chị nào. Chị nào lấy cái này lên mã set 79. Hết 50 rồi. Hết 50 rồi chị ơi. Chị nào lấy set 79 chút lên mã set 79k luôn dùm đi. Cái này còn ri bán tặng luôn cho chị em mình, cái cọc này 39k đi.
39k. Không cả mấy cô SML, XL nhá. Lên luôn những này dòng đủ suốt dài. Không, không chào mấy cô. Không, không chào mấy cô mà sao chào mấy trôi, chào nhẹ nhẹ chứ. Chào mấy trôi mà sao mấy trôi nghe. Mấy cô. Mấy cô. Ừ, nói nhẹ nhẹ thôi. Nói nhẹ nhàng thôi. Cái con không ngủ đúng không? Nhưng mà con đứng. Nhưng mà con đứng đây thì làm sao mà ấy được. Đùi 79 cho chị Nguyễn lo. Đùi nãy em bỏ xuống chị bộ đuổi hồi nãy thì em bỏ xuống chưa? Dạ. Nguyễn lo. Cho ok. Gì con? Nhưng mà con ba ơi. Ba ngủ qua này chị ngủ. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng đuổi SML XL nhé. Ba mươi chín k size đến 60 nha chị em mình ơi, tặng 39 luôn giờ nguyên dòng đuổi xước, dòng đuổi xước nha. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 39k luôn giờ nguyên đuổi xước ống bơm sao đâu, tặng 39 nha chị em mình ơi. 39k chị nào lấy cái này SML XL và hàng này toàn bộ là hàng Quảng Châu, toàn bộ là hàng Quảng Châu hết. Nhằm cái này ML, XL và 2XL. Chị Phú Huệ Như lấy 2X đi. Phú Huệ Như 2X đi. Ừ biết rồi. ML, XL và 2XL. Vậy em cứ lên số ký luôn dùng như vậy được. 39k nó chứ vậy. Đuổi xước nha, nhớ dùng đuổi xước dài. Không phải hàng mỏng mảnh ấy. Hàng này hàng Quảng Châu ấy. Từ top map đến túi tiết này. Đây chị em mình nhìn luôn dùng nguyên này. Bán tặng luôn chị em mình 39.000. Chị nào lấy thì lên luôn dùng mã đó là mã 39 kèm. Em không? Bộ đuổi dài kia có size L không em? Đuổi dài kia có size L. Thôi có cái nào size L không? Con đi chơi được không mẹ? Đi chơi ở đâu? Đi chơi ở chị dâu tay à? Chứ con đi đi. Đi thử. 2XL hết rồi chị Lan Phan ơi, có 1 ri thôi. Cái nào mình có 1 ri, tới 1 ri thôi. Thử thì chị dâu tay thử. Thế L ở chị Khang Trang. L cho Khang Trang. L cho Khang Trang, ok. Khang Trang. Tính nghĩ thì cái chị em mình cái 52 á, 52 lấy L được. Ok. Không lên bộ nữa chị, ít view ít quá mất công lên đi la đi lê về mệt lắm. Cao cao hứng thú lên cái hàng đẹp mà view ít chút chậm tiếp lắm. Chiếc lắm. Sao hai cái hồi nãy hết rồi chị ạ? Sao hai cái hồi nãy hết cái đó rồi? Rồi lên luôn những mã này là mã tặng 46 kèm size. Đầy đủ size số đến 62 kg. Cái nguyên nói là cái dòng này mà bán cho em 46.000 thì là tìm không ra luôn rồi. Lúc chốt đơn chị báo đơn giùm em, chị báo giùm em nhé, gom với ai chị báo giùm em nha. Rồi lên luôn những mã này. Cảm ơn mã này là mã tặng 46k luôn dùng nguyên nhá, toàn bộ là đuổi xước hết. Ống bo nhá. 46k kèm luôn dùng nguyên cái size, toàn là hàng Quảng Châu hết. Ok. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã bo hoặc là mã 46k kèm luôn dùng nguyên cái số ký luôn chốt đơn. Xong Nguyên ngưng like nhé, giờ chính thức thức là ngưng nha dạ mà thôi. Nha. Ngưng nhá, còn giờ tối like. Tối like sao? Từ mà về máy bao nữa không biết chỗ nào chắc. Đâm không? Chị ơi, 46 CL cho chị Hồng Anh. Hồng Nguyễn Anh. Hồng Nguyễn Anh CL. Ok. Hồng Nguyễn Anh CL, 65 kg không có. Hồng Nguyễn Anh CL không có size chị ơi. Quần Giang size M, size nhỏ nhất ML XL. ML XL nhé. ML XL và không có size S chị em mình ơi. Cái này toàn bộ ML XL và 2XL.
2XL nhé. Okay. Hồng Anh rồi đúng không? Hồng Anh size M cho chị Quỳnh Giang. Quỳnh Giang không có 65 ký chị Quỳnh Giang. Size M nhỏ nhất, size XL Thu Lan. XL Thu Lan 46.000. Size M nhỏ nhất ấy chị Cẩm Văn Trương lấy thì chốt. 2XL Phú Hệ Như. Phú Hệ Như này. Nó Thu Thu Lan. Phú Hệ Như này. Rồi ok. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. 2 phút lại bị khóa.